các hoàng tử nhỏ của ta ơi, nguyên ngày trốn đâu mất tiêu hết rồi. Ác Sa Ni ơi, chúng cháu ở đây nè. Thôi thôi, ta mệt quá. Các hoàng tử nhí làm ta tìm chóng mặt lắm rồi. Các ngài mau ra đây, ra đây. Ta có chuyện này hay lắm nè. Không ra đâu. Các hoàng tử của ta thiệt là dễ thương. Đức vua và hoàng hậu thật là hạnh phúc với đàn con đẹp như thiên thần. Ôi, các chàng hoàng tử của ta, nàng coi kìa, chúng đáng yêu quá. Sau này đất nước của chúng ta sẽ có người lãnh đạo xuất chúng. Ta thật hạnh phúc khi nhà mình có rất nhiều con. Dạ, thiếp cũng hạnh phúc như đức vua. Đã vậy, trời còn thương cho chúng ta có thêm công chúa Lys nữa. Còn đây là công chúa nhỏ duy nhất của chúng ta. Ta yêu tất cả các con. Nhưng ta vẫn có một thắc mắc. Làm sao mà khi vừa có bầu đứa con thứ 12, nàng liền biết đó là con gái? Thiếp tin là con gái. Vì khi vừa có thai Lys, thiếp đã nằm mơ. Hoàng hậu, ngươi đang trị vì một vương quốc thanh bình. Ngươi muốn điều gì cho thần dân của ngươi? Ta muốn tất cả trẻ con trên xứ sở của ta đều vui vẻ, khỏe mạnh và sung sướng như những đứa trẻ này. Những đứa trẻ này chỉ là số ít. Ngươi hãy bước ra khỏi hoàng cung. Ngươi sẽ nhìn thấy nhiều đứa trẻ khác cần đến sự giúp đỡ của ngươi. Ngươi đi đi. Ta cứ ở mãi trong cung điện nên không biết dân chúng còn nghèo và có nhiều trẻ em bằng tuổi các hoàng tử không hề sung sướng. Chào mẹ. Hoàng hậu, ngươi thật can đảm và nhân hậu, xứng đáng là mẫu nghi của xứ này. Ta biết ngươi đang mong có con gái. Ta sẽ tặng ngươi một công chúa xinh đẹp nhất trên đời. Cảm ơn tiên nữ. Có phải người trao cho tôi đứa bé này không ạ? Phải. Đứa bé này vốn là một thiên thần tài năng, xinh như hoa. Vì vậy, mẹ con của ngươi sẽ chịu nhiều đau đớn ở trần gian lắm. Ngươi có bằng lòng nhận nó không? Tôi xin nhận. Tôi sẽ dùng tấm lòng của người mẹ để che chở cho nó. Con gái bé bỏng của cha, thiên thần bị mất đôi cánh sao? Cha sẽ bảo vệ con để con sống thật hạnh phúc. Anh ăn gian, anh nhìn trời của em, không chịu đâu. Đức vua và hoàng hậu đến, các hoàng tử hãy trật tự. Vào bàn ăn nào. Còn hoàng tử Út, Angelo đâu? Giơ tay lên, người đã bị bắt. Ô kìa, tướng quân, sao ngài lại bắt tôi? Tôi sợ quá, ngài muốn tôi phải làm gì? Ta mắc vệ sinh quá à. Người dắt ta đi một chút được không? Thôi, để ta đứng thần dẫn cũng tướng quân đi tè nha. Đi. Chào Rosa. Nàng xinh đẹp lắm. Nàng đi đâu về vậy? Hương ơi, ta đi vào rừng kiếm thuốc quý, nhân tiện ghé vào hoàng cung, coi lũ nhóc hoàng tử ra sao. Nàng thấy chúng ra sao? Chúng rất sung sướng và hạnh phúc. Bà chị Alice của ta thật tốt số. Ta thật ganh tị với bà ấy. Ước gì bà ấy chết sớm. Rosa, nàng có gương mặt đẹp nhưng tính tình nhỏ nhen quá. Hoàng hậu là chị ruột, các hoàng tử là cháu ruột của nàng. Nhưng sao nàng lại sinh lòng đố kỵ? Gương ơi, ta đã nói với ngươi rồi. Trên đời này không ai được xinh đẹp hơn ta. Không ai được hạnh phúc và ấm áp hơn ta. Nếu họ hơn ta, ta sẽ làm cho họ khổ sở thì ta mới hả dạ. Tại sao ta phải sống cô đơn lạnh lẽo ở đây, trong khi họ vui vẻ sum họp với nhau? Nàng dừng lại đi. Nàng chọn sống như vậy vì tính tình khó chịu của nàng, chứ có ai hại nàng đâu. Mỗi ngày
nàng hãy soi vào ta để sửa đổi tính tình. Ta hứa sẽ giữ cho nàng xinh đẹp mãi mãi, rồi nàng sẽ tìm thấy hạnh phúc. Ôi, ta phải nuốt những thứ dở ẹt và nguội ngắt này sao? Ta không chịu. Ta phải đến hoàng cung ăn tối cùng với họ. Rosa, cho tôi đi chơi. Bà muốn gì tôi sẽ làm theo ý bà. Được, có thêm người làm sai vặt cho ta. Đi thôi. Ngươi vào bắt hoàng tử Úc Angelo cho ta. À không, ngươi hãy bắt công chúa Liz bé bỏng. Chị ta thương con bé nhất, vì mãi 5 năm sau khi sinh hoàng tử Úc, chị ta mới sinh được con bé Liz. Ngươi mang nó ra đây. Ngươi nhớ, đó là đứa bé nhất, đang ngồi ở cái ghế cao. Vâng, vâng, bà chờ tôi ở đây nha. Chuyện gì vậy? Các người đâu? Các con đừng sợ, nàng sẽ được thấm trở lại ngay. Thôi, mẹ bị lửa tắt luôn. Ẩm hết giùm mẹ. Chuyện gì đã xảy ra? Tom và Liz đâu rồi? Trời, hai con của ta. Quân lính các ngươi hãy đi tìm ngay. Cú mèo, người biến đi đâu rồi? Đã lấy cắp được đứa bé gái chưa? Hoàng tử tôi ngài đang ở đâu? Ngài đang ở đâu vậy? Đừng sợ, ta cho ngươi tạm trú ở nhà ta. Người xấu xí quá, ta sợ lắm. Thả ta về nhà đi. Liz, đứa con gái bé bỏng, đứa con gái duy nhất của thiếp. Ai có thể bắt cóc con bé giữa hoàng cung? Nàng đừng khóc, đừng khóc. Ta đã cho cả một đội quân tinh nhuệ đi khắp nơi tìm hai con rồi. Với lại có Tom theo cùng, con gái bé bỏng của chúng ta cũng đỡ nguy hiểm hơn. Nhân Rosa sao còn chưa về mà đón đứa nhỏ này đi? Đúng là phiền quá mà. Ai vậy? Cho ta về với mẹ. Liz, đừng sợ, anh theo để cứu em đây. Chim cú kia, ngươi thả em ta ra. Đừng hỏng, mau tránh ra, nếu không ta sẽ bay lên cao. Thả đứa nhỏ này rơi xuống đất. Đây là con cú biết nói, có phép thuật, mình phải cẩn thận mới được. Chết thật, ta dựng công lực để làm cháy áo hoàng hậu. Giờ ta hết phép rồi. Chủ nhân Rosa, vì sao vẫn chưa về? Quái, người bắn cái gì vào cổ ta thế này? Gạt mãi không ra, khó chịu quá. Thưa quý cô, người có thấy một hoàng tử 14 tuổi và một đứa bé gái khoảng 3 tuổi đi ngang qua đây không? Không thấy. Đã nói con cú mèo kia bắt đứa nhỏ thôi, sao mang theo đứa lớn làm gì? Khoan khoan, quý cô cho tôi hỏi, trong rừng này có ngôi nhà nào có thể ngủ qua đêm được hay không? À, bác cú mèo, bác hãy nuốt mấy cái lá thuốc này, nó sẽ giúp cho bác hết nghẹn và có phép thuật trở lại. Hai anh em ngươi liệu hồn, đừng hòng tính chuyện lừa ta. Ngươi biết cái mỏ của cú mèo ta cứng và bén như thế nào rồi đó. Dạ thưa bác, cháu không có dám lừa bác đâu. Nhưng bây giờ bác đang bị nghẹn, đâu thể nào làm nhiệm vụ được. Có thật không? Thật. Được đó, ngươi cũng có lòng tốt như chủ nhân của ta vậy. Ha 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 ha.
Em sợ quá anh Tom ơi. Em sợ, em đói, em đi không nổi nữa. Em gái cưng của anh, em ráng lên, mình phải đi nhanh khỏi khu rừng này. Anh đưa em về với mẹ nha. Ôi, công chúa và hoàng tử đây rồi. Anh giỏi ghê. Anh Sơn giỏi ghê. Hoan hô anh cả. Anh giỏi quá. Giỏi quá à. Hoàng tử 14 tuổi cứu được nàng công chúa 3 tuổi thiệt là dễ thương quá chừng. Cha khen ngợi Tom, con giỏi và dũng cảm lắm. Làm anh thì phải vậy. Gia đình ta đông anh em, nhưng cha rất vui vì thấy các con biết thương yêu nhau. Các con đừng quên, anh em như thể tay chân nha. Dạ, con bé bị một phen sợ hãi. Cũng may á, lúc con vừa cứu em khỏi hang cú mèo thì gặp ngay bác Charlie. Chứ đêm trong rừng, con không biết đường về. May lần này các con an toàn trở về. Nhưng em lo lắng quá. Tại sao trong hoàng cung mà chúng ta không an toàn? Lúc hai con bị bắt đi, đúng là có tiếng của cú mèo. Một con chim xấu xí có thể làm náo loạn hoàng cung được sao? Dạ, thưa cha, nó không phải là một con cú mèo bình thường. Nó biết nói và có phép thuật. Ta sẽ tìm cho ra kẻ đó. Trước khi tìm ra chân tướng sự việc, ta sẽ cho canh gác kỹ để đảm bảo an toàn cho cả gia đình ta. Thưa chủ nhân, tôi chỉ bắt Belis, nhưng hoàng tử lớn đã chạy theo tôi. Cậu ta đúng là lanh lợi. Người im đi. Chị của ta đúng là hưởng hết phước của ta. Lấy được nhà vua, còn sanh ra được cả một đàn con thông minh lanh lợi. Nhưng chị ta thương con bé Liz nhất. Ta không thể để cho chị ấy cứ mãi hạnh phúc như vậy. Nàng không nên ganh tị với họ nữa. Bé Liz kia làm sao biết được khi lớn lên nó đẹp hay xấu. Nàng hãy nhìn vào ta. Nàng thấy không? Hiện giờ nàng vẫn đẹp hơn hoàng hậu kia mà. Nhà ngươi nói gì ta cũng mặc kệ. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ đi học thêm phép thuật. Ta sẽ không để cho họ yên vui đâu. Người chờ coi. Các ngươi sum họp vợ chồng, cha con hạnh phúc ư? Đừng hòng. Giờ ta yếu thế, chưa thành phù thủy, chưa có phép thuật cao cường. Nhưng rồi ta sẽ có thôi. Các ngươi hãy đợi mà coi. Cú mèo đã tới ư? Ngươi vào đây giúp cho ta vài chiêu thuốc quý đi. Rosa, nàng là một cô gái xinh đẹp. Cả nước này, trừ hoàng hậu ra, đâu có ai tuyệt sắc như nàng. Tại sao nàng không chịu sống vui vẻ mà suốt ngày cứ phải cực nhọc như vậy? Nhưng chị ta là vợ vua, còn ta thì ở xó rừng này, không ai chịu lấy ta. Chị Alice gọi ta vào cung sống, nhưng ta không cam tâm nhìn chị ấy được nhà vua cưng yêu. Thế nên các hoàng tử công chúa chỉ biết có một người gì mà chưa hề biết mặt. Nếu vậy thì nàng có chịu làm vợ cú này không? Có khi sướng hơn làm vợ vua đó nàng. Nào, chúng ta làm đám cưới nha. Cặp đôi phù thủy, chúng ta sẽ cùng khuynh đảo thế giới luôn. Người vừa nghèo vừa xấu, vừa tham lam, chồng cú vợ tiên sao được? Hút tràn ra hết rồi. Happy birthday. Mừng công chúa nhỏ của chúng ta 6 tuổi. Chúc em càng lớn càng xinh đẹp nha. Em ơi, anh sẽ cho em mượn đồ chơi với sách nha. Anh sẽ dẫn em đi chơi khắp nơi. Liz nè, chỉ có mình con là con gái, phải biết chăm sóc các anh nha. Con may áo cho các anh được không mẹ? Con gái cưng của cha không cần vất vả may áo đâu. Các anh của con đâu có thiếu gì áo đẹp. Nhưng nếu con thích thì con cứ tập may áo cho các anh. Các hoàng tử và công chúa ơi, mưa này tạnh sẽ có cầu vồng đó. Nhớ chờ coi nha. Hoàng hậu à, ta tìm được thầy thuốc giỏi lắm. Ông ta đã tới, nàng đợi một chút, sẽ có thuốc mới cho nàng. Chị ơi, em thương chị quá. Rosa, em đến rồi. Chị mừng quá. Chị sợ mình không qua nổi. Nếu chị có bề gì, em thay chị chăm sóc các cháu được không?
Hoàng hậu à, ta giúp nàng uống thuốc. Để em cho chị uống thuốc. Chị ơi, chị đừng lo nhé. Các hoàng tử công chúa là cháu ruột của em mà. Thôi các anh à, mai mẹ sẽ dậy chơi với em. Chị ơi, em chỉ có chị là người thân duy nhất. Giờ chị mất rồi, em biết sống ra sao? Rosa, nàng thật xinh đẹp. Giờ hoàng hậu đã mất rồi, nàng là đệ nhất mỹ nhân. Đệ nhất phu nhân nữa chứ. Ta sợ đức vua yêu vợ quá sẽ không chấp nhận nàng. Nhưng nếu được làm hoàng hậu, nàng phải tốt bụng như Alice nha. Nếu không, mọi người càng nhớ hoàng hậu mà không thích nàng. Ta sẽ dùng sắc đẹp của ta để làm những việc mà ta nung nấu bấy lâu nay. Ngươi cứ chờ mà coi. À, giờ coi ta quá phép đi. Thôi, ta không nhìn nữa đâu. Ta không thích đang đẹp thành xấu như vậy. Nàng biến hình trở lại đi. Người thấy tài nghệ của ta chưa? Chán quá. Tay bắn cung của ta giờ không còn được như trước nữa. Dạ, cha nghĩ đi. Chắc là do cha buồn quá nên mới như vậy. Mình về cung nha cha. Con không thích săn bắn nữa. Con nhớ lúc mẹ còn sống, thường hay nhắc cha con mình đừng bắn quá nhiều thú rừng. Chúng cũng biết buồn biết vui, cũng có cha có mẹ con cái với nhau nữa. Nhưng về nhà thì ta nhớ mẹ của các con quá. Trong cung, ở đâu ta cũng thấy hình ảnh của mẹ các con. Mình về đi cha. Chúng con sẽ thay nhau kề cận bên cha. Còn em Liz, công chúa bé bỏng nữa, em rất cần được gần cha. Lâu quá mới gặp thú quý, dịp may hiếm có. Nhưng ta thật không nỡ. Dạ phải đó cha, mình bắn cọp mẹ chết thì cọp con sẽ mồ côi, tội lắm. Vậy mình chờ chút, cọp bỏ đi rồi chúng ta về nha cha. Xin mời bà rời khỏi ghế này đi. Ghế này á chỉ dành cho hoàng hậu thôi. Ngày ta lên ngôi hoàng hậu không còn xa nữa đâu. Ta sẽ đẩy ngươi vào rừng mà chơi với cú. Ai phong bà là hoàng hậu? Bà làm như tôi không biết bà chính là phù thủy sao? Ngươi biết rồi thì liệu cái thần hồn nhà ngươi. Mau kêu các hoàng tử và công chúa Liz ra đây. Nghe ta sai biểu. Đức vua hồi cung. Đức vua và hoàng tử hồi cung. Chào đức vua quang minh. Chào anh rể. Em tới thỉnh an anh và các cháu ạ. Rosa, xin lỗi nàng. Chỉ một chút nữa ta đã gọi nàng là hoàng hậu. Nàng rất giống hoàng hậu yêu dấu của ta. Thật đó. Ta phải làm sao đây? Ta nhớ vợ ta quá. Cha ơi, cha đã về. Con chú nhỏ của ta lại đây với ta nào. Ôi, con gái yêu, nhưng sao người của con nóng như lửa vậy? Con bệnh rồi hay sao? Xin ngài hãy để cho thiếp coi. Ôi, công chúa bệnh rồi, có vẻ không nhẹ đâu. Thiếp đưa cháu về phòng để chăm sóc được không? Được, được, tốt quá. Cảm ơn nàng. Nhớ cho ta hay tin nha. Để có mớ thuốc này, ta phải vào rừng vất vả tìm mới có. Nhưng không sao, việc đầu tiên cần phải làm là giả bộ chăm sóc ân cần lũ con của ông ấy. Mà muốn đến gần chúng nó không dễ. Ta phải bắt đầu gây bệnh cho con bé Liz để có cớ ở lại. Ôi, sao khát nước quá. Mẹ ơi, các anh ơi, tới coi nè, cá bơi đẹp quá à. Đâu, đâu, cho em xem với. Đây nè. Ôi, đàn cá đẹp thật, chúng bơi về nhà đó, chúng có một mái nhà chung dưới thủy cung. Vậy, đàn cá này có mẹ không hả mẹ? Có chứ em, còn có vua nữa, nhà cá đông vậy, nhưng lúc nào cũng ở bên nhau. Mẹ ơi, hãy cứu
Angelo, em hư quá. Đang học lại ngủ gật. Bài vở không làm gì hết, lại còn la hét nữa chứ. Anh ơi, em làm mơ thấy mẹ. Mẹ ngã xuống sông rồi. Anh ơi, em nhớ mẹ quá. Hoàng tử, đừng khóc nữa. Ngoan nào, ngoan nào. Mẹ đang ở một nơi đẹp lắm. Ngoan nha, để ta sẽ làm hề cho hoàng tử xem. Mẹ ơi, mẹ ơi. Con bé đáng ghét. Ta ở bên cạnh ngươi mà cứ kêu mẹ mẹ. Mà giờ làm sao cho đức vua nhìn thấy mình đang chăm sóc cho con gái của ông ta? Phải làm cho ông ta cảm động mới được. Đức vua đến thăm công chúa. Đức vua đến thăm công chúa. Rosa, nàng không cần khách sáo. Nàng ở đây suốt với công chúa hay sao? Ta thật áy náy với nàng quá. Xin đức vua đừng ngại gì ạ. À, sức khỏe vàng ngọc của công chúa mới quan trọng. Em phải tự tay chăm sóc, không dám giao cho người hầu ạ. À, con gái, cha đến thăm con đây. Mau khỏe nha. Lúc mẹ con còn sống, lúc nào mẹ cũng tự tay chăm sóc khi các con bị bệnh. Thật may, giờ có dì Rosa ở bên cạnh con. Mà sao tay con đỏ như vậy? Thưa đức vua, do công chúa sốt nhiều nên bị nổi ban chút thôi. Em đã cho uống thuốc tốt nhất rồi. Sẽ mau khỏi thôi ạ. À, vậy à, không cần gọi thầy thuốc hay sao? Không cần đâu ạ. À, trẻ con bị nóng sốt là bình thường. Thầy thuốc đã đến và chuyển lời, nói đức vua hãy yên lòng ạ. À, cha ơi, cha đừng đi, hãy ở lại với con. Con gái ngoan, cha bận nhiều việc nữa, chiều cha trở lại thăm con. Con bé nhõng nhẽo kia, ta sẽ khiến cho cha người ghét ngươi cho mà xem. Giờ thì ngồi dậy, không được phép nằm y trên giường nữa, mà đi lấy son phấn đến đây cho ta. Giờ ta ở chung với ngươi trong căn phòng này, liệu mà đối xử với ta cho phải phép. Đây là bùa chú mới rất đắt tiền của ta, ai mang nhiều vàng tới đây ta mới bán. Này các hình thù lá cây, ngươi hãy biến thành vật thật cho ta coi thử đi. Chào các ngươi. Tạm được, tạm được. Tạm gọi là thành công. Này khỉ, ngươi lại đây, ta giao cho ngươi một việc quan trọng. Hãy ra khỏi rừng, đến hoàng cung và gặp người đàn bà này. Nói bà ta đến gặp pháp sư Peter gấp nghe. Cha ơi, dừng lại, Harry bị thương rồi. Harry, con có sao không? Vết thương sâu quá, mau truyền thầy thuốc hoàng cung. Hoàng hậu, hoàng hậu của ta, nàng thấy con trai bị thương nên đến phải không? Dạ, không phải. Thiếp là Rosa, thiếp có thuốc này hay lắm, không đau, rất êm ái, sức vào sẽ như chưa từng bị thương. Rất êm ái, như chưa từng bị thương. Rosa, nàng thật tốt bụng, nàng không khác Alice của ta chút nào. Nàng hãy giúp Alice trở thành người chăm sóc các con của ta được không? Không, không cha ơi, con không chịu đâu, con muốn mẹ Alice. Các con thương yêu, chúng ta đã mất Alice, một người mẹ tuyệt vời. Nhưng cha đã tìm thấy Rosa, người biết cách thương yêu, chăm sóc các con. Rosa đã ở bên cạnh công chúa khi bị bệnh, đã chữa lành vết thương cho hoàng tử. Đất nước không thể thiếu hoàng hậu, nên hãy chào đón hoàng hậu Rosa. Rừng, sao nhà ngươi tới hoàng cung? Quả tóc, quả tóc, có thư quả tóc cho hoàng hậu mới của ngươi. Bà coi đó, tôi có thể dùng phép biến người thành các con vật.
họ phải sống cuộc đời của loài vật vĩnh viễn. Ta muốn họ phải rời xa hoàng cung mãi mãi, không được gặp vua cha nữa. Nên chắc phải gớm ghiếc thôi. Nếu như vậy thì bà phải trả cho tôi nhiều tiền. Thêm nữa, bà phải khổ luyện lắm đó. Nào, bắt đầu thôi. Ông dạy cho tôi đi, càng nhanh càng tốt. Mùi khó chịu quá. Chào hoàng tử và công chúa Lít dễ thương. Thần đã chuẩn bị một tiết mục thật hay rồi đây. Chào các em. Chúng ta mỗi người sống ở trong các cung khác nhau, ai cũng phải lo học, không được gặp nhau ăn tối chung như khi mẹ còn sống nữa. Anh thấy nhớ các em nhiều lắm. Dạ anh, em cũng đợi mãi mới tới mùa hè năm nay. Chúng ta sẽ hẹn nhau ra vườn chơi để gặp nhau nhiều hơn. Các anh ơi, đêm nào em cũng nhớ mẹ hết. Phòng em lạnh lẽo lắm, em rất sợ vì kế mẫu không cho thắp đèn. Phòng em cũng vậy, tối thui à, đêm nào cũng nghe tiếng chim cú hết. Phòng em không có nước uống, em phải đi xuống phòng ăn xa lắm, mà hành lang lại không có đèn. Ủa, các anh ơi, em tưởng chỉ có phòng em bị như vậy. Em sợ rồi khóc, mà gọi không thấy ai hết. Thật vậy sao? Xin lỗi các em, anh không biết gì hết. Anh đúng là tệ quá. Vì phòng anh có đèn nên anh tưởng phòng của các em cũng vậy. Vậy còn Liz, em sống thế nào? Dạ, em... Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Chào mừng đức vua và hoàng hậu đến. Cha ơi, con nhớ cha lắm. Cha ơi, lâu quá con mới gặp lại cha. Con nhớ cha, cha ơi. Chào các con trai và công chúa nhỏ yêu quý của ta. Ta nghe nói các con đã học hành rất tốt. Hôm nay ta sẽ thưởng cho các con. Mỗi đứa muốn quà gì thì hãy nói với ta nha. Chào các con dễ thương. Ta luôn lo lắng, sợ các con học nhiều, hao tổn sức khỏe. Hoàng thượng, ngài không cần bận tâm. Thiếp đã chuẩn bị quà cho từng hoàng tử và công chúa rồi. Ồ, vậy sao? Cảm ơn Rosa, nàng thật tốt. Các con ta quả thật may mắn. Nào các con, hãy đến đây với ta. Hoàng hậu, bà trễ hẹn quá. Phép thuật sắp bay màu rồi. Trễ lần này á phải đợi rất lâu mới làm lại được đó. Đây là bình hơi độc do chính bà luyện phép. Nó vô cùng độc. Khi bà mở nắp ra, ai hít phải thì sẽ phải chết ngay lập tức. Nếu nhà vua và ta lỡ hít vô thì sao? Nếu đã sợ độc thì sao bà còn luyện độc dược làm gì? Tôi chỉ giúp bà một lần này nữa thôi. Nếu muốn cha mẹ ngươi được sống yên ổn thì ngươi phải nghe lời ta. Ngươi đừng quên, cha mẹ ngươi vẫn nằm trong tay ta. Hằng ngày người của ta cho ăn, giờ ta nắm quyền kiểm soát. Thôi được rồi, nếu chính bà cũng sợ độc dược của bà thì thuốc giải đây. Nếu bà vào nhà vua hít hơi độc xong phải hít liền thuốc giải thì sẽ không sao hết. Có điều bà nên nhớ phải làm thật nhanh, trễ một giây thôi cũng không được, thuốc giải sẽ mất tác dụng ngay. Ôi, chỉ có chúng nó chết thôi. Đức vua và ta không thể chết. Ta sợ gậy ông đập lưng ông lắm. Bà đừng quá lo lắng, chỉ cần thật nhanh tay là được rồi. Với lại tôi coi số cho bà, thấy bà sống lâu lắm. Vậy bà cẩn thận nha, chúc bà thành công. Những đứa trẻ vô tội thật là đáng thương. Đêm nay là buổi liên quan của đức vua với các con. Lâu lắm rồi họ mới được gặp nhau. Mọi người hãy chuẩn bị thật chu đáo nha. Dì ơi, hoa thật đẹp, để con cầm giúp dì. Không không, cảm ơn con. Bình hoa này quý lắm, ta sẽ đích thân tặng cho đứa trẻ học giỏi nhất năm nay. Hoàng hậu hành động nhanh lên, phép thuật sắp tan rồi. Ủa, dì ơi, sao hoa héo rồi kìa? Con mang nó ra ngoài nha dì. À,
Hoàng tử Tommy, tôi không đành lòng nhìn ngài bị hại chết. Tôi đã giải độc cho ngài. Hãy quay trở lại bàn ăn vì còn nhiều chuyện không hay xảy ra ở đó nữa. Người là ai? Cảm ơn người đã cứu ta, nhưng ta không hiểu gì hết. Ai đã hãm hại ta? Chiếc bình này có phải là thứ giết người hay không? Tôi không thể nói cho ngài biết được. Ngài nên nhớ rằng trên đời này chỉ có mẹ mới là người yêu thương mình thật sự thôi. Nhưng mẹ của ngài đã mất rồi. Ngài hãy thay mẹ tự chăm sóc cho bản thân và các em của mình nghe. Cha con chúng ta cùng uống nước cam nào. Đây là giống cam quý của xứ ta đó. Dì cũng chúc mừng các con. Đứa nào cũng học giỏi, đẹp người, đẹp nết. Dì yêu tất cả các con. Kính chúc sức khỏe cha và dì. Cá! Sao vậy kìa? Anh Anh ơi, em nuốt phải cát rồi. Sao? Chuyện gì? Ly nước bị làm sao? Đưa cho cha coi. Các con nói sao? Đây là ly nước mà. Thôi các con uống đi, đừng nghịch ngợm nữa. Con không uống được cha ơi. Đây là một ly cát mà. Liz, con uống cho ta coi. Bữa nay các con sao lạ vậy? Các em, chúng ta đi về thôi. Cha ơi, đây là cát thì sao chúng con uống được? Chào cha, chúng con đi đây. Chuyện vậy là sao? Hoàng hậu! Đó, ngài thấy chưa? Các con ngoan của ngài đó. Nàng đi kêu các con tới đây, ta nhớ chúng nó quá. Thiếp đã gọi hết hơi rồi mà không đứa nào chịu tới. Chúng nói sợ vua cha cho uống nước cát đó. Chúng thật hỗn láo. Ta thấy rõ ràng là ly nước mà chúng nó nhất định không chịu uống, bảo là ly cát. Là Tommy cầm đầu đó. Đức vua phạt nó làm gương cho mấy đứa nhỏ đi. Nó càng lớn càng cứng đầu. Nhưng nó là đứa thông minh và dũng cảm. Ta hãnh diện có đứa con trai đầu là nó. Rồi nó cũng sẽ như đầu tàu, kéo lũ em bay đi mất như lũ chim trời kia thôi. Đức vua hãy nghĩ xem, tình cha sao bằng được sự ngỗ ngược và tham vọng của nó. Khi trưởng thành, biết đâu chừng nó ngồi lên ngai vàng của ngài luôn. Ngài không thấy hôm qua nó trả treo với ngài đó sao? Rosa, lúc ta buồn nhất chỉ có nàng ở bên cạnh ta. Đức vua ơi, nước mát đây, ngài uống đi. Ngài sẽ thấy dễ chịu hơn. Cảm ơn nàng, hoàng hậu tốt của ta. À, Rosa, nàng hãy gọi công chúa Liz đến gặp ta. Con có thích không? Con gái bé bỏng của ta. Dạ thích lắm ạ, con thương cha. Đức vua và công chúa nghỉ chân uống nước đi. Con cảm ơn dì. Con nhóc khờ kia, hôm nay chính cha mi sẽ bỏ mi lại trong rừng rồi về hoàng cung với ta. Ly nước của mi uống sẽ toàn là sâu với kiến trong đó. Ô kìa công chúa, có một bông hoa trên môi của con. Con gái ta xinh xắn làm sao. Sao lạ vậy? Ta đã làm phép thả kiến và sâu vào, sao có cái bông hoa quái lạ kia được? Tên Peter này đúng là phản trắc. Công chúa xinh thật. Nào công chúa, hai mẹ con ta ra kia hái nấm đi con. Đức vua chờ em một chút nha. Liz, từ nay ngươi không còn là công chúa nữa. Ngươi thấy căn nhà lá kia không? Ngươi ở đây không được ra ngoài. Sẽ có cú mèo mang thức ăn và nước uống đến cho ngươi. Dì ơi, con sợ lắm. Xin hãy cho con về nhà. Con không làm công chúa cũng được. Con chỉ muốn ở cạnh cha và các anh thôi. Dì ơi. Còn lâu, bằng phép thuật sai khiến của ta, cha của ngươi cũng không biết ta dụ hai cha con ngươi vào rừng rồi bỏ ngươi lại đi. Ta thành công rồi. Công chúa của Trẫm đâu rồi? Sao nàng về một mình vậy? À, thiếp và Liz đang hái nấm thì lạc vô nhà của bà tiên Cecil. Nhà bà rất đẹp, bà ấy trông thấy Liz thì thích quá. Bà xin em cho Liz ở lại chơi với bà ấy, vì đêm nay có vũ hội của muôn thú trong rừng. Sáng mai bà ấy sẽ dẫn công chúa về hoàng cung cho chúng ta. À, ta nhớ rồi. Cecil, bạn thân của Alice hoàng hậu. Có phải tiếng cười ta nghe được vừa rồi là của nàng ấy không? Giao công chúa cho nàng ấy thì ta yên tâm. Chúng ta về thôi. Cha ơi, các anh ơi, con sợ quá. Hãy cứu con với. Rosa,
Nàng vừa nhẫn tâm bỏ công chúa Liz trong rừng, xin nàng hãy dừng tay lại, hãy mang công chúa về đi. Còn lâu nha, ngươi cũng liệu hồn đó. Ta cho ngươi theo ta vào cung, không phải để ngươi cản ngăn ta, biết chưa? Ngươi làm gì vậy? Dám giỡn mặt ta hả? Ta còn chưa hỏi tội ngươi, tại sao ta biến con này lại thành con nọ vậy? Lạ thiệt, con sâu lại thành bông hoa, tức giận quá đi thôi. Nàng tưởng nàng muốn gì cũng được sao? Bà phù thủy bất tài ơi, nàng nên nhớ tà thuật có thể bị rung rinh bởi sự đẹp đẽ của tâm hồn đó. Ta cho nàng một gáo nước lạnh để nàng tỉnh ra. Nàng đúng là một người xinh đẹp, nhưng thật xấu xa. Dạ chào dì, chúng con đã có mặt. Chỉ có thiếu em công chúa Liz. Con nghe nói em ấy đi chơi với bà tiên Cecil ở trong rừng, phải không dì? Dì có biết tại sao vua cha gọi chúng con đến đây gấp như vậy không? Ngươi hỏi nhiều vậy, sao ta trả lời hết được? Hôm nay, ta không thèm giả bộ yêu thương các ngươi làm gì nữa. Các ngươi nghe cho rõ đây. Phải, ta đã đem bỏ công chúa Liz, em gái độc nhất yêu quý của các ngươi trong rừng. Nó sẽ được hươu nai hổ báo chăm sóc. Thích nhé. Hả? Ta chưa nói hết. Thứ hai, không phải vua cha gọi các ngươi đến đâu. Ta gọi đó. Hôm nay các ngươi sẽ được chấm dứt thân phận làm hoàng tử. Ta sẽ quá kiếp các ngươi làm quái vật xấu xí. Trời, sao chúng trở nên đẹp đẽ như vậy? Ta muốn chúng thành quái vật đầu người mình thú mà. Thôi thôi, chết ta. Quy to, quy to. Đức vua ơi, các con bay mất rồi. Vì thương nhớ các con mà đức vua suy nhược đi rồi. Người hãy uống ly thuốc bổ này để hồi phục sức khỏe. Khi nãy chúng ta nói tới đâu rồi? Các hoàng tử sao lại bỏ đi? Nhưng đức vua cứ yên tâm, thiếp đã cho khinh khí cầu bay đi dò tìm khắp nơi, ra tận ngoài biển. Nếu thấy các hoàng tử thì sẽ báo cho người biết ngay. Vậy còn Liz, con bé ra sao? Tại sao tới hôm nay tiên Cecil vẫn chưa đưa con bé về? Thưa đức vua, bà tiên Cecil có báo tin các hoàng tử ghé vào rừng, nói với công chúa Liz không được trở về hoàng cung nữa. Nên giờ công chúa Liz nhất định ở lại với Cecil, không chịu về nữa à? Người bé Liz cứng đầu, con cái đông thiệt là mệt. Ta không biết dạy bảo chúng nó làm sao cho đúng đây nữa. Đức vua đừng quá lo lắng ạ. Chắc tại các con học hành căng thẳng quá nên muốn ra ngoài chơi cho khuây khỏa thôi. Đến khi đói thì sẽ về. Chứ đi hoài, ai cho ăn uống, ai hầu hạ? Chúng sung sướng quen rồi. Hoàng hậu nói có lý. Thôi, ta đợi chúng về vậy. Ta sẽ cho chúng ăn đòn. Xin người bình tâm suy xét lại. Cái con của ngài bị hại đó ngài ơi. Người nói bậy. Lính đâu, bắt nhốt tên hề này lại, bỏ đói nó cho ta. Chào công chúa, cả khu rừng xinh đẹp này chào đón nàng. Hãy ở lại với chúng tôi nha. Chúng tôi sẽ đi tìm thức ăn, quần áo, củi lửa cho nàng sưởi ấm. Nàng đừng sợ, ta là Cao Nâu, tổng quản. Ta để sưởi ấm tâm hồn mình. Buổi tối dù có muôn thú, nhưng khu rừng này lạnh lẽo lắm em à. Chị ơi, giọng của chị dễ thương quá. Chị là ai? Ta là hồ nước trước mặt của em đây. Ban ngày ta sẽ tắm mát, trò chuyện với em. Nhưng ban đêm thì ta cũng phải chịu cô độc trong đêm đen. À không, có những đêm trăng sáng, ta sáng lấp lánh. Lúc đó em hãy ra chơi với ta nha. Công chúa ơi, tôi thấy có một đàn chim đẹp lắm. Chúng to lớn và hiên ngang. Đàn chim chưa từng thấy ở khu rừng này. Chúng đang bay về chỗ chúng ta đó. Liz, em đừng sợ. Anh là Tommy đây. Tất cả các anh đến thăm em nè. Liz, anh nè. Anh nè, là anh nè. Anh nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đúng là các anh của em rồi. Sao vậy các anh ơi? Mụ Rosa là phù thủy.
Mụ đã biến tôi anh thành ra như vậy. Em sẽ tìm cách để các anh trở lại thành người. Em hứa đó. Ông Peter, ông hại tôi rồi. Bây giờ lũ trẻ bay đi mất tiêu. Thuốc ông dạy cho tôi, sao toàn ra những thứ có hại cho tôi. Thuốc hư không phải tại tôi, mà tại bà nôn nóng, ỷ vào phép thuật. Bà hại người lương thiện, vô tội. Nhưng sự trong sáng và tình yêu thương thiêng liêng trong trái tim họ khiến cho họ không thể biến thành quái vật được. Nếu nhà vua biết được chuyện này thì bà khó thoát đó. Đức vua hả? Ông đừng lo, người đã bị ta cho uống thuốc rồi. Ngài ấy chỉ tin lời ta, không tin ai hết. Dần dần ngài sẽ quên cả con cái luôn rồi. Liz, em gái yêu của các anh, bây giờ đã đến lúc các anh phải rời đi. Thiên Nga sẽ chết nếu ở trong rừng. Các anh phải bay qua biển rộng sông sâu thì mới có thể sống được. Anh rất lo em phải ở đây một mình. Dạ, em tạm xa các anh. Nhưng các anh hãy nhớ, em sẽ tìm cách cứu các anh. Hãy tin em, hãy tin chúng ta sẽ gặp lại nhau, các anh nhé. Ôi, các hoàng tử và công chúa xinh đẹp làm sao. Nhưng họ mất mẹ nên thật là bất hạnh. Liz, em hãy đội vương miện của anh. Dù ở trong rừng, em vẫn là công chúa. Em không nhận đâu, đây là vương miện của anh. Hoàng tử Úc phải giữ vương miện chứ. Vương miện của anh đây nè, cũng đẹp chán. Anh dùng đôi cánh để đan nó đó nghe. Vậy anh cho em cái này đi. Em ở trong rừng nên đội cái này đẹp hơn. Wow, đúng rồi, đẹp quá đi. Đẹp quá đi. Thật một tiếng nữ vậy. Đẹp quá đi. Anh phải ra biển đây. Anh bay ra biển đây. Anh cứu ơi. Ra biển. Anh bay ra biển đây. Cho đến 10 năm sau, chị ơi, thấy em hôm nay ra sao? Chào công chúa của khu rừng. Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của em đó. Những năm qua em đã đánh rơi thật nhiều hạt pha lê xuống đây. Những giọt nước mắt thiên thần mà đau đớn quá. Bác Sally, bác vẫn khỏe chứ? Cháu mừng quá. Bác ơi, cha và dì Rosa có khỏe không? Bác có tin tức gì về các anh của cháu không? Tôi không biết tin gì của các hoàng tử hết. Giờ không biết họ ra sao rồi. Hoàng thượng đang bị bệnh nặng, truyền gọi công chúa về cung liền. Rosa, ta nhớ các con. Nhiều năm qua ta và nàng sống trong cung quạnh quẻ lắm. Hãy đi tìm các con về cho ta. Đức vua ơi, các hoàng tử đã bạc tin. Cho dù thiếp đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng công chúa Liz đã chịu về. Đức vua biết không, thiếp phải năn nỉ nàng út dữ lắm đó. Ở trong rừng có gì vui tới mức con bé quên cả cha của nó. Ta nóng lòng muốn gặp nó. Con bé sắp về tới. Nghe nói nó lớn lên cũng đẹp. Người thấy ta còn là người đẹp nhất hay không? Dĩ nhiên là nàng vẫn đẹp, ngày càng đẹp. Nhưng thật lòng, tôi thấy công chúa có phần đẹp hơn một chút. Vì công chúa có thanh xuân, có sự dịu hiền mà nàng không có. Phản bội ta, ta giết ngươi. Nghe đây, ta cần đến phép thuật của các ngươi. Còn bé Liz sắp về và vô đây tắm táp trước khi gặp vua cha. Ta muốn nhà vua ghê tởm nó và đuổi nó đi. Cô ta dám chọc giận hoàng hậu sao? Cô ta đúng là không biết trời cao đất dày gì mà. Bởi vậy nên ngươi hãy nhảy lên đầu nó lúc nó tắm, làm cho mái tóc ống ả thành mùi nhùi xấu xí hôi hám. Tóc té mà làm không xong thì để tôi ra tay nha. Yên chí, ngươi có việc của ngươi. Ngươi bám trên trán nó, làm nó hoảng sợ, da dẻ hết mịn màng, xù xì và ghẻ lở. Còn tôi, hết chuyện cho tôi làm rồi sao? Ngươi hãy kề cái miệng hôi thối của ngươi vào tai nó, cho nó nghe toàn những lời xấu xa. Nó sẽ nhập tâm và biến thành một đứa con gái điêu ngoa giả dối. Các ngươi hiểu chưa? Hiểu rồi, thưa người đàn bà đẹp nhất thế gian. Giỏi ghê.
Happy birthday. Mừng công chúa nhỏ của chúng ta 6 tuổi. Ôi, cháu gái xinh đẹp đã về. Con có nhớ ta không? Ta thấy con ở trong rừng vui quá nên không nỡ gọi về cung. Hôm nay cha con bệnh, nhớ con lắm nên ta kêu người đón con về. Dạ, dì ơi, cho con gặp vua cha ngay đi, con nhớ người lắm. Dĩ nhiên rồi. Con đi đường xa cả ngày nên sạch sẽ trước khi gặp vua cha chứ. Ta đã kêu tỳ nữ chuẩn bị nước thơm. Con đi tắm rồi dùng cơm tối với hoàng thượng nhé. Cha con đang nóng lòng chờ con. Ôi, cốc, các người chui từ cửa sổ vô đây hả? Ở đây nước nhiều lắm, tắm tát cho sạch nhé. Chuyện gì đây? Những con cốc của ta đâu rồi? Liz, người hãy đi cùng ta đến nơi này, ngay lập tức. Đi đâu vậy dì ơi? Xin dì hãy cho con gặp cha. Peter, hãy giải thích cho ta. Tại sao ta đã sai ba con cốc của người đi làm việc mà con bé này vẫn xinh đẹp? Ba con cốc của ta còn bị biến thành ba bông hồng nữa. Bà ơi, ma thuật đã bất lực trước tâm hồn trong trẻo của cô bé này rồi. Không phải lúc nào chúng ta cũng dùng ma thuật hại người được đâu. Có khi còn bị cảm hóa ngược lại nữa. Thậm chí mấy con cốc xấu xí cũng trở thành bông hồng luôn. Nghĩ cũng thích chứ. Công chúa, người thật là đáng khen. Thôi, vậy ta phải làm bằng chính tay mình mới được. Phép thuật ơi là phép thuật. Pháp sư ơi là pháp sư. Ta không chịu thua nhan sắc của ngươi. Đây là giữa trái hồ đào. Nó đen thui và rít chịch, sẽ bám vào da mặt của ngươi. Con xin gì? Con đau lắm. Khỏi xin xỏ vô ích. Đi. Ai biểu người xinh đẹp làm chi? Đứa bé nào vậy? Con gái của ta đâu? Hoàng thượng ơi, con gái cưng mà ngài muốn gặp đó, nó lêu lỏng ở trong rừng, bị quỷ tha ma bắt sao mà người ngợm ra như vậy. Thiếp đã cho người tắm rửa mà vẫn dơ. Thưa cha, không phải như vậy đâu ạ. Mong hoàng thượng xem xét. Chính hạ thần là người vào rừng đón công chúa về. Công chúa xinh đẹp lắm, vừa nhìn thấy công chúa là thần nhận ra ngay. Chắc khi vào cung, công chúa lại bị ai đó hại nữa rồi. Tên hệ bách lẻo kia, mấy năm nay ngươi ăn hại hoàng cung, con muốn ta đuổi ngươi đi luôn không? Thôi thôi, mọi người hãy nghe cho rõ đi. Đứa bé xấu xí dơ bẩn này không phải là con gái của ta. Hãy đuổi nó ra khỏi hoàng cung ngay. Công chúa, tôi sẽ tìm cách vào rừng với công chúa. Công chúa hãy can đảm nha. Công chúa ơi, em đừng nhìn vào hồ nước nữa, em sẽ khóc đó. Các bạn ơi, tôi xấu xí lắm phải không? Công chúa dễ thương. Sự xấu xí bên ngoài chỉ là tạm thời. Tâm hồn cao đẹp của người sẽ làm người đẹp hơn ngàn lần. Nào, hãy dùng nước của tôi sẽ giúp người. Trời ơi, ta xấu như vậy thì vua cha quản sợ là phải. Ta không trách người nữa. Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay. Cốc cốc cốc. Công chúa à, dậy đi. Tôi tìm được thuyền rồi. Nhưng sao các bạn tìm được chiếc thuyền này? Bí mật. Chiếc thuyền này chỉ chở người đẹp và người tốt thôi. Tôi nghe nói cách đây khoảng 100 dặm, trên bờ biển có một đàn thiên nga rất đẹp. Công chúa hãy đến đó thử coi sao. Biết đâu đó là các hoàng tử. Tạm biệt và cảm ơn các bạn rất nhiều. Công chúa ơi, tôi chỉ đưa nàng được đến đây thôi. Ngoài kia là sông nhỏ, rồi sông lớn và biển cả. Nếu muốn tìm các anh, nàng phải tự chèo chống và không được nản lòng. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn hồ nước bao dung và tinh khiết. Tôi đi nhé.
chào bà. Bà ơi, bà có biết đây là đâu không ạ? Cháu nhỏ xinh đẹp quá. Cháu đi đâu một mình, chèo thuyền giữa sông rộng vậy? Lần đầu tiên, ta thấy một cô gái lẻ loi như cháu đến nơi này đó. Thưa bà, cháu đi tìm các anh của cháu. Các anh là người, nhưng bị phù thủy quá phép thành một đàn thiên nga. Vậy sao? Cháu vào nhà ta sưởi ấm và nghỉ ngơi đã. Ôi, một cô bé can đảm. Đường còn xa lắm cháu. Những con thiên nga không sống ở đây. Chúng ở bờ biển. Cháu chưa thấy biển bao giờ. Biển như thế nào hả bà? Biển là hàng ngàn hồ nước và sông suối hợp lại. Nó mênh mông, vô tận và luôn có sóng gió. Chiếc thuyền bè nhỏ xíu kia của cháu làm sao mà ra tới biển? Cháu có sợ không? Dạ, sợ chứ ạ. Nhưng cháu phải ra biển. Nhất định cháu phải đi thì mới hy vọng gặp các anh. À, ta nhớ rồi. Cách đây mấy hôm, có một đàn thiên nga bay ngang qua đây. Chúng trắng muốt à, đẹp lắm. Nếu vậy, ta khuyên cháu hãy ở lại đây với ta. Chúng đã bay qua, chắc chắn sẽ có ngày chúng bay lại. Cháu cảm ơn bà. Nhưng cháu muốn gặp các anh càng sớm càng tốt. Thượng đế, mẹ và các bà tiên sẽ giúp đỡ cháu. Chúc cháu may mắn và biết cách dựa vào chính mình nha. Đức vua, vì sao ngài có chiếc lông thiên nga này? Ta không biết. Đêm qua ta nằm mơ thấy các con. Tỉnh dậy ta nhìn thấy chiếc lông thiên nga ở trên giường. Cha ơi, cha ơi, chúng con ở đây nè. Cha ra cửa sổ đi cha. Angelo phải không? Cha nghe tiếng của con. Các con đang ở đâu? Cha ơi, cha ra chơi trốn tìm với tụi con đi. Tụi con phải bay ngàn dặm mới về đây gặp cha được. Các con chờ cha ngoài giường nha. Cha ra đi, cha ra liền. Đức vua, trời tối vậy ngài đi đâu? Rosa, các hoàng tử đã về. Các con đã về. Ta ra giường gặp các con. Sao lại là một đàn thiên nga? Các con của ta đâu? Tommy, con và các em con ở đâu? Dạ, con là Tommy đây. Tụi con 11 đứa, cha không nhận ra sao? Các con ơi, nhiều năm qua ta vô cùng nhớ thương các con. Hãy nói cho ta biết, vì sao các con ra nông nổi này? Kẻ nào đã hại các con? Kẻ đó ở sau lưng cha kìa. Con nói sao? Đó là hoàng hậu Rosa. Đừng bay, các con đừng bay. Hãy ở lại với ta. Nửa năm qua. Trong giấc mơ của ta, các hoàng tử nói là nàng đã hại chúng nó. Nhưng ta không tin. Phải đó, Đức vua ơi. Hoàng ức cho thiếp quá. Ngài đưa thiếp chiếc lông thiên nga đi. Ngài đừng giữ nó nữa. Ta đến biển rồi. Sóng lớn quá. Ta thoát chết rồi. Thì ra biển cả dữ dội như vậy. Nhưng viên đá này, biển đã làm nó từ góc cạnh trở nên trơn tru. Ta cũng vậy, sẽ không bao giờ mệt mỏi. Ta hiểu biển dạy ta điều gì. Nếu kiên trì, ta sẽ tìm thấy các anh của ta. Chào cô gái nhỏ. Tỉnh dậy đi. Biển lặn sóng rồi. Đẹp lắm. Cô hãy nhìn mặt trời lên kia kìa. Cô có đói bụng không? Ta đãi cô rong biển ngon lắm. Tha hồ cho cô ăn. Cô chịu khó đợi nha. Tôi cảm ơn lòng tốt của rùa. Tôi sẽ cùng đi nhấc rong biển với rùa. Tôi cũng phải lao động thì mới có thức ăn. Công chúa ơi, lại đây khôi nè. Rùa biển ơi, chúng ta chờ mấy ngày rồi, sao không thấy ai về hết? Hải âu tụ tập về nhiều rồi đó công chúa. Khi đủ đàn rồi, chúng sẽ bay đi hết. Lúc đó biển lặng, những con chim lớn như thiên nga sẽ về.
đừng nản lòng nha công chúa. Công chúa có vật gì đẹp quá. Chiếc ống này do ta nhặt vỏ ốc làm đó. Nó giúp ta nhìn thấy xa hơn, rõ hơn khi các anh tới. Công chúa giỏi quá, thông minh ghê luôn á. Ừ, cho tôi xem với được không? Trời ơi, họ về kìa. Công chúa ơi, tôi nhìn thấy rồi. Nè 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 nè, công chúa coi kìa. Hãy làm gió bên trời, xin hãy chẳng lôi mây trôi, để người tiên ở lại cả mùa dưa lòng đời. Wow. Hay quá. Em hát hay quá. Đã lớn, xinh đẹp hơn xưa. Nước da nâu chứ không trắng trẻo như trước, nhưng mà xinh đẹp vô cùng. Em ấy đã phải chịu biết bao vất vả mới gặp được chúng ta. Đường từ rừng ra biển xa xôi biết mấy, tụi anh bay còn mỏi cánh nữa là. Em biết không, tụi anh phải bay lượn suốt ngày, chỉ được trở lại thành người khi mặt trời lặn. Vì vậy tụi anh phải bay sát bờ biển khi gần tối. Nếu lúc đó vẫn còn bay trên cao ở ngoài khơi, tụi anh mất cánh sẽ bị rơi xuống biển. Em biết không, đây không phải là nơi ở của tụi anh. Tụi anh ở bờ biển bên kia lận. Đường qua bên đó rất xa, phải vượt qua đại dương này và không có chỗ hạ cánh. Ở chính giữa đại dương chỉ có một tảng đá duy nhất, giống như tảng đá này nè, mà tụi anh phải chen chúc nhau để nghỉ chân. Khi thủy triều lên, nước dâng, tụi anh bị ướt ngập đến cổ. Nhưng tụi anh vẫn biết ơn tảng đá ở đó, để tụi anh có chỗ nghỉ đêm khi trở lại thành người. Tụi anh đã bay trở về quê hương của chúng ta hai lần, mỗi lần bay là mất mấy tháng. Từ trên cao, tụi anh đã nhìn thấy hoàng cung của chúng ta, thấy cha và thấy ngôi mộ của mẹ nữa. Tụi anh thấy vườn thượng uyển thân yêu, thấy bãi cỏ tuyệt đẹp mà chúng ta từng chơi đùa nữa. Cả những người dân đang cày cấy, nhảy múa. Anh nhớ chúng ta từng rời khỏi hoàng cung cùng bác Hề Sạc Ly đi nhảy múa với họ. Nhưng tụi anh luôn quay lại tảng đá này. Mỗi năm tụi anh về đây vài ngày. May mắn quá, tụi anh đã gặp được em. Các em ơi, lại đây có vách đá che cho chúng ta nè. Nhưng miệng của các anh đâu? Rớt mất hết rồi sao? Không hề mất nha. Tụi anh cất ở một nơi an toàn lắm. Nhưng rất xa nơi này. Một ngày nào đó chúng ta sẽ đội dương miệng về với vua cha. Liz ơi, tụi anh chỉ ở đây được 2 ngày thôi. Hay là em đi theo tụi anh nha. Phải đó, em đi theo tụi anh đi. Nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta không có tàu bè gì cả. Em ở đây chờ các anh cũng được. Em sẽ nghĩ cách cứu các anh. Bây giờ đã khuya rồi, hay là em đi ngủ đi. Các em, từ lâu chúng ta không còn nhắc đến tội lỗi của dì Rosa với chúng ta nữa. Hãy quên bà phù thủy ấy đi, để tận hưởng sự sum họp này. Em sẽ cứu các anh. Em sẽ cứu các anh thoát khỏi hình dáng thiên. Các anh ơi, chèm theo với. Chiều tối tụi anh đi lên. Cướp ha. Anh về với em nè. Mấy anh nói anh hãy ở lại với em. Ngày hôm đó, Thiên Nga Úc, Angelo ở lại bãi biển với em gái. Họ đã ở bên nhau. Tuy anh trai mang hình dáng Thiên Nga, nhưng hai anh em cực kỳ hạnh phúc. Liz thân yêu, em nghe đây. Ngày mai tụi anh phải đi, và một năm nữa mới quay trở lại đây. Nhưng tụi anh không thể để em ở lại chỗ này một mình được. Em có can đảm đi theo tụi anh không? Em đi theo các anh. Các anh đừng bỏ em lại đây. Em không sợ phải ở một mình, nhưng em rất nhớ các anh. Tụi anh đã bàn bạc với nhau rồi.
bà phù thủy đã cho chúng ta làm chim bay đi khắp nơi chứ, đúng không? Em nhìn đám mây to kia kìa. Trời ơi, hình của chúng ta kìa các anh ơi. Mây đẹp như một chiếc gương thần. Hình như em Liz của chúng ta là công chúa đầu tiên được bay lên trời thì phải. Nhưng sau này già đi, không lẽ chúng ta vừa bay vừa ho lụ khụ sao mọi người? Anh đừng lo, em sẽ tìm cách cứu các anh mà. Sẽ cứu các anh. Em nhớ cứu hoàng tử Út trước đó nha. Cứu thiên nga xong thì tha thứ cho dì Rosa luôn nha. Đúng vậy. Ta làm người giả được rồi. Nhưng sao chúng nó không nói chuyện nhúc nhích gì được hết? Rosa, tôi tìm được cây này hay lắm. Bà nấu thử đi, sẽ ra loại thuốc cứu người đó. Cứu người thì không phải chuyện của ta rồi. Nhưng ta cũng tò mò. Nó là cây tầm ma, ở trong khu rừng bên kia đại dương, cách chúng ta hàng chục ngàn cây số. Chắc có con đại bàng nào bay lạc tới thả vào đây. Nó mọc đầy trong những nghĩa trang hoang vắng. Là đảo Thiên Nga, nhà của chúng ta đó. Mùa bão tố các anh về đây trú ẩn. Chào mừng công chúa. Đến đảo của chúng ta. Liz, phòng ngủ của em đây. Hôm nay chúng ta không phải ngủ đứng ngoài biển nữa. Ngày mai em có được gặp lại các anh không? Mai các anh phải bay đi kiếm thức ăn và hạt giống để thả xuống khu rừng này. Chiều tối các anh lại về. Vậy em ở nhà nấu cơm chờ các anh về. Ừ, dĩ nhiên rồi. Bây giờ em là cô chúa đảo mà. Tối nay em muốn mơ thấy gì? Em mong mơ gặp tiên để hỏi phép cứu các anh thôi. Em ước nguyện các anh trở lại là người như xưa. Chào công chúa, em gái của đoàn Thiên Nga. Chào công chúa. Sao công chúa buồn vậy? Có cần chúng tôi giúp việc không? Ánh sáng của chúng tôi có đủ dùng cho công chúa không? Đơm đớm ơi, ước gì ta gặp được một bà tiên. Ta sẽ hỏi tiên làm cách nào để cứu các anh của ta. Công chúa ngủ đi, chúng tôi sẽ đi gọi bà tiên tên Morgan cho công chúa. Liz, dậy đi, ta đến đây. Dậy mau, ta không có nhiều thời gian đâu. Bà ơi, bà là ai? Bà đẹp quá. Đẹp giống y hệt mấy bà tiên con thấy trong sách vậy đó. Ta là Morgan, bạn của mẹ con trên trời đó. Mẹ con nghe tiếng con kêu, nhưng chưa đến hạn xuống trần gian, nên nhờ ta xuống giúp con. Bà ơi, con chỉ mong muốn một chuyện thôi. Con muốn cứu các anh con. Bà ơi, hãy giúp con, hãy giúp con. Con gái, hãy nín đi. Ta thấu hiểu tình thương yêu của con với các anh. Các anh của con có thể được giải thoát nếu con có đủ sự nhẫn nại, biết chịu khổ nhục và hết sức can đảm. Con có làm được không? Bà ơi, con chịu được hết. Con làm được hết. Bà hãy nói cho con biết phải làm gì. Đây là cây tầm ma, tức là cây trị ma, trị những phép thuật xấu của bọn pháp sư và phù thủy ác độc. Cây này rất độc và cứng. Cây tầm ma có nhiều gai nhỏ nên còn gọi là tầm gai. Gai của nó làm phỏng và rách da. Quanh cái hang con đang ngủ đây, cây tầm ma mọc nhiều vì gần nghĩa địa. Tầm ma ở nghĩa địa mới dùng được, con nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi. Con mừng quá. Bàn tay con mềm mại quá. Tội nghiệp cho con sẽ phải rác bỏng và đau đớn. Còn thấy nước không? Nước cọ xát, làm đá cứng cũng phải mòn. Nhưng nước không có tim nên không thấy sự đau như bàn tay của con phải chịu đựng. Con chịu cực tự mình hái về, lấy chân dẫm nát nó để có được những sợi gai may áo. Con phải may 11 chiếc áo dài tay. Con may xong, hoàng lên 11 con thiên nga, phép ma sẽ tiêu tan. Công chúa đã biết cách làm chưa? Bà Morgan khó lắm đó. Không phải ai bà cũng hiện ra để giúp đâu. Ta biết, nên ta sẽ nghe lời bà. Đơm đớm ơi, ta không thể nói với ai được hết. Từ lúc bắt đầu cho đến khi dệt xong 11 chiếc áo, con không được nói dù là một chữ một lời nào hết. Dù phải dệt bao nhiêu năm cũng không được nói. Một tiếng con thốt ra là một nhát dao đâm chết tất cả các anh con. Nhớ nha,
tính mạng của họ là do con nắm giữ đó, nhớ chưa? Dạ, thưa bà, con ghi nhớ kỹ rồi ạ. Con vô cùng cảm ơn Thượng Đế, bà Morgan, mẹ Alice đã dạy con cách cứu các anh. Giờ con đi hái tầm ma liền đi ạ. Công chúa đau lắm phải không? Đơm Đớm ơi, những lời cuối cùng mà ta được nói là nói với Đơm Đớm đó. Từ giờ trở đi, ta phải im lặng hoàn toàn để dịch áo cho các anh. Đơm Đớm thông cảm cho ta nghe. Bắt đầu đi công chúa, làm xong sớm một ngày thì sẽ cứu được các hoàng tử sớm thêm một ngày. Công chúa sẽ sớm được nói chuyện trở lại. Em út, sao em khóc vậy? Trước giờ thấy em luôn cười nói giỡn hết, có khi nào khóc đâu. Các anh ơi, đêm qua em mơ thấy mẹ. Mẹ nói anh em mình sẽ được cứu. Các anh có tin không? Tưởng gì, vậy mà cũng khóc nữa. Anh cũng mơ thấy mẹ nè. Mẹ nói chúng ta sẽ có áo mới đó. Thôi, chúng ta bay nhanh lên. Em Liz đợi ở nhà, về trễ lại mấy lo lắng lắm. Trời sắp tối rồi. Các anh ơi, mau về đi. Bữa nay em lượm được một cái nồi trên bãi biển, em mò được cá, sò nữa. Hả? Sao tay của em bị sưng vậy Liz? Đưa anh coi, em bị phỏng nước sôi hay sao? Em ở nhà có sao không? Có ai tới ăn hiếp em không? Đảo này không có người, chỉ có thú hiền thôi. Nhưng gặp chuyện không hay phải nói với các anh nhé. Nhưng tại sao từ lúc về đến bây giờ anh không thấy em nói câu nào hết vậy? Mọi hôm em nói líu lo như chim đó mà. Phải, lạ ghê. Con chim nhỏ hót vang lừng, bữa nay im ru. Đưa tay cho anh coi. Hả? Trời ơi. Các anh ơi, em không thể nói được, không thể nói ra lời. Nhưng em thấy ấm áp và bớt đau đớn nhiều lắm. Em may áo cho các anh phải không? Đây là vải gì mà dày và cứng quá vậy? Hèn gì tay em bị thương nặng quá. Thôi, em đừng may nữa. Hèn gì? Hôm qua anh nằm mơ thấy mẹ về nói rằng chúng ta sẽ có áo mới. Anh nghĩ đây không phải áo thường đâu. Liz ơi, em giỏi quá. Thôi, anh hiểu rồi. Anh hiểu rồi, Liz ơi. Các em ơi. Angelo, em đừng khóc nữa. Hãy dành nước mắt để chiều về nhỏ lên hai bàn tay sưng đỏ của em Liz, cho em ấy đỡ đau. Hôm qua anh nhìn thấy nước mắt của em làm cho tay của Liz bớt sưng nhiều đó. Đúng vậy, em ấy rất can đảm. Em ấy đang làm việc gì đó, chịu lời nguyền và quan quốc nào đó để mong cứu chúng ta. Em ấy rất tin vào điều em ấy làm. Đúng vậy, chúng ta thương em ấy nhiều lắm. Các ngươi biết đây là đâu không? Hình như đây là một đảo hoang không có người ở. Ta chỉ ghé vào xem một lúc thôi. Tôi thấy có khói, hình như xa xa kia có người. Chúng ta vừa vượt biển rất mệt, được vua hãy lên đó nghỉ ngơi. Haman, ngươi đưa ống dòm cho ta xem. Hình như có một người đang làm gì đó. Ôi, một cô gái xinh đẹp quá. Nàng là ai? Sao ở một mình trên đảo này? Hoàng thượng, tôi trông cô gái này không phải là người ở biển hay rừng. Cô ta có vẻ đẹp quý phái, lạ lắm. Ta cũng nghĩ như ngươi. Này cô gái kiều diễm kia, cô tên gì? Cô kia, nhà vua hỏi sao không trả lời? Tại cô làm sao vậy? Ôi, tội nghiệp nàng quá. Ta là Richard, bên cạnh xứ của vua Odi. Nàng có nghe nói về đất nước của ta không? Trời ơi, thì ra đó là Richard.
hàng xóm gần gũi của nước ta. Sao ta có thể gặp chàng ở nơi xa xôi vậy chứ? Ta muốn hỏi thăm vua cha quá. Ta đi khám phá những miền đất mới bằng tàu biển, lên đến nhiều ngày rồi tình cờ cập bến này. Ta không ngờ có một tuyệt sắc giai nhân ở đây. Đức vua, chúng ta không thể ở lâu, phải xuôi dòng nước ấm trở về thôi ạ. Cô gái, nàng theo ta về đất nước của ta nhé. Nàng quý phái, đẹp người đẹp nết như vậy, không thể ở nơi này được. Nàng hãy tin ta, về đất liền với ta, ta không làm hại nàng đâu, ta hứa. Nàng không nói được phải không? Hay ra dấu, ta sẽ làm theo ý nàng. Theo vua đi ra về gần nhà, mong rằng lúc may xong áo, các anh sẽ trở lại thành hoàng tử ở gần với đất nước của ta. Nhưng ở nơi đó, không biết có dây tầm ma để may áo không? Ta xin vua đi hái thêm mới được. Còn các anh nữa, ta sẽ để lại dấu tích, hy vọng các anh sẽ biết và bay theo ta. Đức vua, tôi nghi ngờ cô gái này quá. Không nói không rằng, dẫn chúng ta dùng nghĩa trang để làm gì? Đức vua coi chừng ả là phù thủy đó. Người thật đa nghi, phù thủy sao có thể xinh đẹp thánh thiện như vậy được. Ta linh cảm đây là người tốt, rất tốt nữa là khác. Người hãy tin vào linh cảm của ta đi. Đức vua, tôi cũng có linh tính của mình. Tôi nói không sai đâu, cô ta đáng nghi lắm. Để rồi ngài coi. Nàng ấy vẽ hình tên cướp biển giống ta ghê. Các anh ơi, em gặp vua đi ra, ngài là người tốt. Nếu em cãi lại ngài ấy không chịu về đất liền thì sẽ rắc rối phiền hà cho chúng ta. Em sẽ tiếp tục may áo cứu các anh. Hãy bay đến đất liền với em nhé. Tạm biệt. Đức vua, ngài đã già yếu, hơn nữa không thể bỏ việc triều đình mà đi đâu được. Ngài hãy kiên nhẫn chờ đợi, các hoàng tử và công chúa sẽ trở về. Charlie à, ngươi nghĩ coi, ta có con cái đông đúc mà phải quạnh quẻ, còn hoàng hậu nữa, nàng cứ đi đâu mất biệt, ta chịu không quản được nàng luôn. Nếu đức vua biết rõ hoàng hậu đi đâu làm gì thì ngài không mất con đâu ngài ơi. Charlie, ngươi thật hỗn láo. Ý ta coi ngươi là bạn mà muốn nói gì cũng được sao? Ngươi cũng dám nghi ngờ hoàng hậu Rosa của ta. Đứng đâu, đánh hắn 20 roi cho ta. Dạ, dạ. Đức vua, xin ngài dừng tay. Đau quá, tôi chỉ nói sự thật thôi. Ngài đừng u mê nữa, hãy tỉnh táo lại đi. Hãy cho ta biết nàng là ai. Chỉ những cô gái quyền quý mới có được cung cách như này. Ta thật may mắn khi gặp được nàng. Đức vua, xin ngài hãy tha lỗi cho tôi khi tôi không thể nói chuyện với ngài. Hãy cho tôi thời gian để cứu các anh trước. Ta thấy lúc nào nàng cũng như muốn nói với ta điều gì đó. Nàng yên tâm, ta không làm gì có hại cho nàng đâu. Sau đó tôi sẽ dành cả cuộc đời mình để đền đáp công ơn của ngài. Coi kìa, họ khiêu vũ với nhau thật tình tứ. Nhưng cô gái kia là ai? Ta phải làm sáng tỏ để đức vua không u mê nữa. Ta cho để trong phòng đống cành lá và chiếc áo bằng lá cây nàng may xong. Tất cả đều quen thuộc với nàng. Nàng cứ tiếp tục việc của mình đi nhé. Cần gì thêm, nàng hãy cho ta biết. Cảm ơn ngài đã hiểu lòng tôi. Nàng cười rồi. Đây là nụ cười đầu tiên từ khi ta gặp nàng đó. Các em nghe đây, anh biết là các em rất cực khổ. Thay vì được nghỉ ngơi an toàn ở trên đảo Thiên Nga, thì bây giờ chúng ta phải theo Liz bay ngược trở về. Trong đêm tối bão tố, phải đứng chen chân như thế này. Anh đừng lo, chúng em hiểu mà. Chúng ta không thể bỏ mặc em ấy được. Em ấy bị bắt làm tù binh rồi. Angelo, em cứ hở ra là khóc. Liz đã để lại tín hiệu cho chúng ta.
là em ấy theo nhà vua đi chắc. Vậy ngày mai chúng ta cố gắng bay nhanh để đến được đất liền nơi em ấy ở. Em linh cảm Liz gặp may hơn rủi, và anh em chúng ta cũng sắp được cứu rồi. Hãy tin vào em ấy đi. Nhưng đáng tiếc, ban đêm chúng ta không thể nào bay được. Mẹ Alice ơi, bà Tim Morgan ơi, xin hãy giúp con thêm can đảm chịu đựng những cơn đau khủng khiếp này. Con đã may được tới chiếc áo thứ bảy rồi. Tội nghiệp con gái ngoan của tôi. Con hãy cố gắng con nha. Việc sắp xong rồi, các anh con sẽ trở lại thành người. Cha con sẽ vui mừng, lúc đó mẹ mới được yên lòng. Mẹ ơi, mẹ về rồi, con mừng quá. Mẹ ở đây với con. Đã lâu lắm rồi con không nói chuyện với ai. Mẹ ơi, con ngủ đi, ngủ một chút sẽ đỡ đau. Mẹ đi thăm các anh của con, mẹ nhớ chúng lắm. Mẹ ơi, con đi với, con muốn gặp các anh lắm. Không được, con phải ở nhà may áo cứu các anh. Con không nhớ sao? Mẹ thương tất cả các con, nhưng làm mẹ lúc phân ly là vậy. Gần đứa này thì phải xa đứa kia. Hết sợi tà ma rồi. May quá, lúc sáng ta đã thử tìm đường ra nghĩa trang trước. Giờ ta đi hái cũng nhanh. Thật sợ quá. Liz ơi, hãy can đảm. Liz hết can đảm nha. Có một bụi to cành tầm ma kia. Cố lên. Ta hãy giúp nàng đây. Mau mau quay về trước khi đám phù thủy ở đây phát hiện và muốn bắt giữ nàng. Mau lên. Về đất liền rồi. Từ hôm nay chúng ta chỉ bay quanh quẩn ở đây để chờ tin của em Liz. Buổi tối chúng ta bay ngược ra bãi biển ngủ phải không anh? Phải, chỉ đất liền và bờ biển thôi, không ra khơi nữa cho đến khi gặp được em Liz. Tuân lệnh anh. Ngài pháp sư, giờ thì các quan đã ra về hết. Ngươi có chuyện riêng gì muốn nói với ta thì nói nhanh lên. Xin đức vua hãy lắng nghe lời chân tình của hạ thần. Thần thề đó là sự thật. Ngươi bài vẽ quá, trước giờ ta đâu có nghi ngờ gì ngươi. Đức vua, tối qua nàng Lít yêu dấu của ngài lén lút ra khỏi hoàng cung, một mình đi tới nghĩa trang Lơ Xoa. Ngươi nói sao? Nghĩa trang Lơ Xoa cách đây 2 dặm. Nàng làm gì ở đó? Sao ngươi biết? Xin đức vua tha lỗi, thần rất nghi ngờ hành tung khó hiểu của nàng này nên luôn để ý theo dõi. Không sao đâu, ta biết ngươi cảnh giác cũng vì sự an nguy của ta. Nói tiếp đi. Thần theo sát gót mà nàng không hay biết. Nàng đến nghĩa trang như một người đã thạo đường đi nước bước từ lâu. Nàng không tỏ vẻ sợ hãi gì hết. Ta hiểu rồi. Liz đi hái loại cây gì đó để may áo. Không sao đâu, ngươi yên tâm. Một người đáng nghi như vậy sao có thể làm vợ vua được à? Ta yêu nàng nên ta đã quyết định rồi. Ngày mai ta vẫn làm lễ cưới với nàng. Đức vua không tin lời tôi sao? Ta tin chứ. Nhưng ta tin vào tình yêu của ta và sự lương thiện của nàng hơn. Để ta ngắm coi. Nàng đẹp lắm. Nàng sẽ là hoàng hậu của vương quốc này. Khi im lặng là điều duy nhất em có được. Em sẽ biến nó thành nỗi im lặng hân hoan. Nàng đừng lo lắng. Tuy chung quanh người ta gièm pha nàng không ngớt, nhưng ta tin có ngày nàng sẽ mở lòng nói với ta những gì nàng đang chịu đựng. Thank you.
Hoàng hậu, sáng rồi, nàng dậy đi. Cả đêm qua nàng vất vả lắm phải không? Người nói sao? Hôm qua là đám cưới của vua Richard, sao giờ này ta mới nhận được thiệp mời? Trễ quá, ta thất lễ với láng giềng rồi, ta phải phạt ngươi. Đức vua ơi, hoàng hậu không cho thần đưa thư sớm. Hoàng hậu đâu rồi? Tại sao nàng lại làm vậy? Hoàng hậu nghe nói vua đích cha cưới vợ đẹp lắm, hoàng hậu không thích. Ngươi là ai mà tự dưng dèo một cái nhảy vô đây? Thưa đức vua, ngài không cần biết tôi là ai. Tôi đến đây vì các con của ngài. Các con của ta? Ngươi biết sao? Hãy nói ta nghe coi. Thưa đức vua, ngài có tin vào phép thuật không? Ngài có biết câu những ai không tin vào phép thuật sẽ chẳng bao giờ tìm thấy chúng không? Ta không hiểu ngươi nói cái gì. Các con của ngài bị phép thuật làm hại nhiều năm nay mà ngài vẫn vô tâm không biết. Muốn cứu họ, chỉ có phép thuật trị phép thuật được thôi. Vì vậy, ngài hãy mau mau qua bên nước của vua Richard đi. Người hãy giữ chai thuốc này thật kỹ, không được cho hoàng hậu trông thấy. Người hãy đi cùng đức vua qua xứ Richard đi. Bàn tay của chàng dịu dàng như tay mẹ. Tình yêu của chàng làm ta bớt đau đớn. Nàng cần phải may bao nhiêu chiếc áo? Sắp xong rồi, nàng đang bắt đầu cái cuối cùng phải không? Trời ơi, còn cái cuối cùng lại thiếu dây tầm ma. Hoàng hậu, thật sự nàng rất quen thuộc với nơi này sao? Chẳng lẽ nàng thật sự là phù thủy? Thật đau đớn, nhưng ta buộc lòng phải giam nàng ở nơi tối tăm này. Làm sao ta có thể giải được nỗi oan này đây? Lis ơi, anh tới nè. Các anh đi tìm em quá chừng. Lis ơi, tay em còn đau không? Ra đây, anh nhớ em lắm. Lis ơi, anh nghe nói sáng mai em bị lên vàng lửa. Sao người ta có thể gọi em là phù thủy được? Anh ơi, em còn chiếc áo cuối cùng của anh chưa may xong. Trong đêm nay em sẽ cố gắng. Lis ơi, có gì oan ức em cứ nói ra, đừng im lặng chịu đựng nữa. Không cần gì cứu các anh mà em phải chết đâu. Bánh này em thích nè, các anh bay về tận bếp hoàng cung nhà mình để lấy cho em đó. Anh có gặp được cha không anh? Em nhớ cha lắm. Em muốn hỏi anh có gặp cha phải không? Không thể gặp cha em ạ. Các anh rình mò vô bếp lấy miếng bánh như đi ăn trộm vậy đó. Thôi, anh lại phải đi. Hẹn mai gặp em nha. Lis ơi, can đảm lên em. Haman, ta muốn dời cuộc hành hình sáng mai. Ta cần phải suy nghĩ và xác minh thêm. Không nên. Thưa đức vua, ngài có nghe tiếng dân chúng ngoài kia không? Họ rất bất bình, ngài hãy đặt y dân lên trên hết. Ta biết, nhưng ta đau buồn lắm. Thôi, người lùi ra đi. Phải hành quyết. Giết chờ bà phù thủy ở lớp hoàng hậu đi. Đi đi. Nàng Cầm ơi, ta yêu nàng biết bao nhiêu. Ta đã bất chấp hết để cưới nàng, nhưng sao nàng lại là phù thủy chứ? Em đã mệt lắm rồi, còn chiếc áo của anh Angelo, nhất định tối nay em may tiếp. Giết cho phù thủy đi. Hãy giết cho phù thủy. Giết cho phù thủy đi. Ta phải cố gắng trong giờ phút cuối cùng. Còn một chiếc áo nữa thôi. Giết cho phù thủy đi. Hãy giết cho phù thủy. Giết cho phù thủy đi. Haman, còn bao lâu nữa thì trời sáng? Trời gần sáng rồi, xin đức vua hãy dậy dẫn mắt một chút. Theo tục lệ, từ đây đến lúc hành hình, ngài không được gặp hoàng hậu nữa đâu à. Tục lệ? Tục lệ? Ngươi chỉ biết có tục lệ hay sao? Sát Ly,
chúng ta đến nước Richard có bất ngờ lắm không? Chúng ta nghe lời pháp sư Peter để đi cứu các con ta, nhưng ta linh cảm có điều gì sẽ xảy đến với chúng ta, không biết đó là lành hay dữ. Đức vua ơi, chúng ta mang quà cưới đến cho vua Richard. Dù có trễ, chúng ta vẫn là khách mời của nhà vua nước láng giềng, nên đức vua cứ yên tâm. Vui lòng mở cửa, xin vui lòng mở cửa cho chúng tôi. Chúng tôi là hoàng tử xứ Âu đi, xin vui lòng cho chúng tôi yết kiến vua Richard. Các ngài là ai? Sáng tình sương đến đại náo hoàng cung hay sao? Chúng tôi là hoàng tử xứ Âu đi, có việc rất gấp, xin ý kiến hoàng đế Richard. Xin các ngài thứ lỗi, vui lòng trình quốc thư nếu muốn gặp nhà vua. Với lại mặt trời chưa lên, hoàng cung chưa thể tiếp các ngài được. Chúng tôi không có nhiều thời gian, xin ngài hãy cấp báo với vua Richard giúp ạ. Chuyện khẩn thiết lắm. Ta đã nói các ngươi trình quốc thư ngay mà, không có thì biến đi. Chuyện gì mà gấp gáp lúc tinh mơ? Hơn nữa nhà vua của ta rất bận, cần chuẩn bị cho cuộc hành quyết đặc biệt của hôm nay. Nè đánh ra, đừng làm gì đà cản mũi chúng ta, phải đi cứu em gái chúng ta thôi. Trời ơi, quá ghê quá. Quân lính đâu? Mau đến bắt những người này cho ta. Chuyện gì ồn ào quá vậy? Đức vua đến, hãy chào nó. Vua Richard đến rồi, may quá. Ôi, một đàn thiên nga trắng muốt dũng mãnh. Sao chúng lại đeo dương miệng vậy? Charlie, ngươi nhìn xem, dân chúng đông quá. Đám cưới kéo dài tới ngày hôm nay sao? Cô gái câm kia, ngừng tay lại, nghe lệnh quả thiêu đây. Haman, hãy để nàng ấy may thêm một lúc nữa. Một lúc nữa thôi. Tân hoàng hậu đây sao? Sao mới đám cưới mà lại bị hành quyết? Cô gái này... Hoàng hậu lên vàng lửa, bắt đầu. Chiếc áo cuối cùng vẫn chưa kịp đan xong phần cánh tay, nhưng không còn thời gian nữa, nên các anh hãy mau mặc vào để quá giải lời nguyền. Thiên cha ơi, vậy em nói được rồi, em vô tội. Đây là các anh của em, mời một hoàng tử xứ Âu đi. Hỡi tất cả mọi người, hoàng hậu chính là công chúa Lys xứ Âu đi, và đây là đức vua, cha của nàng. Vì cứu các anh khỏi kiếp thiên nga nên chịu quá nhiều đau đớn khổ sở. Em Lys vô tội. Vậy là nàng Lys đã kịp cứu các anh mình và được giải quan. Hai nước Audi và Richard trở thành một nhà, người dân được chăm lo ấm no. Vua Richard đã có người vợ thánh thiện như pha lê. Sự trong sáng và tình yêu thương của nàng Lys đã biến tà thuật thành phép màu, mang lại cuộc sống tươi đẹp cho tất cả mọi người. Vua Audi đoàn tụ cùng các con, sống cuộc đời hạnh phúc cùng nhau. Còn Rosa, mụ phù thủy với lòng tham và sự đố kỵ, trong lúc ghen tức vì biết tin phép thuật của mình bị phá bỏ, đã nóng giận và làm đổ mọi loại thuốc mà bà có, khiến bà hoàn toàn mất đi phép thuật, sống cuộc đời cô độc mãi về sau. Từ kinh thành, ông Anatol trở về nhà sau khi giúp đức vua dẹp giặc. Ông nóng lòng để gặp lại người vợ trẻ đang mang thai. Ông vui sướng nghĩ tới cảnh vợ chồng ông chào đón đứa con thân yêu. Ôi, ta đã gần đến nhà rồi. Chỉ một đoạn ngắn nữa thôi, ta sẽ gặp lại Anna. Nàng sẽ pha nước ấm cho ta uống, sung sướng làm sao. Chào bà, để tôi giúp bà. Bà về đâu? Mời bà lên xe, tôi đưa bà đi. Dạ, tôi không dám làm phiền ngài. Chiếc xe của ngài đẹp quá mà áo quần của tôi dơ dai vậy. Không sao, không sao bà ơi. Con suối này đổ dốc quá, xe ngựa băng qua sẽ bị lật. Tôi cõng bà nha. Cố lên. Nhà ta ở dưới chân núi, răng lên sắp đến kia rồi, nhưng phải đi qua cái bãi quan kia nữa.
ngài còn trẻ, lưng thẳng chân cứng. Cố lên nha, rồi cái gánh nặng này sẽ được đặt xuống thôi. Ta biết ngài là công tử, không quen mang vác nặng, nên về tới nhà ta sẽ thưởng công cho ngài xứng đáng. Ôi bà lão tội nghiệp kia, sao bà có thể nói ngược như vậy chứ? Bà có gì mà nói thưởng công cho ta? Ngài thấy nhà ta nghèo quá phải không? Thu thật, gia tài của ta chỉ có 2 cây hoa và 2 con ngỗng này thôi. Ta tặng ngài hết đó, không được từ chối nghe. Ta biết ngài đang vội về nhà mà vẫn chịu cực khổ cống và mang vác giúp ta. Ngài thật là tốt bụng. Dạ, nhưng tôi chỉ xin nhận 2 cây hoa thôi ạ. Sao có thể lấy hết gia tài của bà được? Ngỗng rất cần, vừa bầu bạn vừa giữ nhà. Nhà ta có chi đâu mà cần giữ, ngoài cái lưng còng của ta. Thôi, đừng ngó quanh ngó quẩn làm gì. Cái lưng người vô. Bà ơi, bà là bà tiên, sao hàng ngày cứ đi làm lụng cực khổ chi vậy bà? Bà chỉ cần quá phép là được. À, mà bà ơi, đã đến giờ quá phép rồi đó bà. Này, hai con nhìn lại đi. Đó là ngôi nhà của người tốt bụng lúc sáng. Ông ta có một người vợ sắp sinh con. À, bà ơi, con thấy 2 cây hoa của mình kìa. Con cũng thấy, con cũng thấy. Ôi, họ cần 2 cây hoa ghê. Vậy, áo trắng có muốn xuống trần gian chơi không? Ta sẽ cử con về làm con gái của ông ấy. Con sẽ sống một cuộc đời vui vẻ nếu con cũng tốt bụng như ông ấy. Dạ muốn ạ. Con xin nghe lời bà tiên. Bà ơi, con cũng đi nữa. Sao con lại không được đi? Bà cho con đi chung với áo trắng mới công bằng chứ bà. Để ta nghĩ coi. À, 2 đứa đi cũng được, cho có chị có em. Hai con hãy nhớ những gì ta dặn. Trần gian không phải là thiên đường, nên sẽ xảy ra rất nhiều chuyện bất ngờ. Nhưng luôn luôn phải giữ gìn sự lương thiện và làm điều tốt cho mọi người. Đây, thịt ta vừa hầm xong, rất mềm ngon. Nàng ăn nha. Ăn xong, ta sẽ đi chuẩn bị giường nệm rồi mời bà đỡ tới cho nàng. Ta nghĩ trong đêm nay nàng sẽ sinh con. Ôi, ta vui quá. Vâng, em cũng vui sướng như chàng. Hơi hồi hộp nữa, không biết chúng ta sẽ có con trai hay con gái. Em ước sẽ sinh một đứa con trai giống hệt chàng. Chó sói, chó sói, chó sói bắt con tôi rồi, xin hãy cứu con tôi. Ha, chó sói tới, dân làng gặp nguy hiểm rồi. Ta đi đây, nàng mau đóng cửa lại, chờ ta sẽ về liền. Ôi, ông Anatol đã cứu em bé an toàn rồi. Mừng quá, mừng quá. Vì con sói đang vác đứa bé nên ta không thể bắn nó. Ta phải đuổi theo, lao vào nó để cứu đứa bé, nên nó làm ta bị thương. Ôi, vết thương nặng quá, để băng bó cho chàng. Nàng à, móng vuốt của con sói rất độc, ta sợ khó sống để chờ con mình ra đời. Xin lỗi nàng vì không có ta trong lúc sinh con. Nàng có nhớ lời ta dặn không? Em ơi, 2 chậu hoa kia rồi. Đặt tên là Bạch Tuyết Hồng Hoa vì bà thấy 2 cây hoa nở ra hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ. Thời gian trôi, thấm thoát Bạch Tuyết và Hồng Hoa đã là 2 cô gái nhỏ đáng yêu. Hồng Hoa ơi, ở đây có nhiều bướm đẹp quá nè. Thôi, em đói bụng rồi,
không chơi nữa. Chúng ta về nhà đi, em sợ mẹ trông. Ôi, hôm qua ham chơi mà bữa nay ngoan ghê. Hôm qua, nắm tay chị, chúng ta không rời nhau suốt đời chúng ta. Hay, hay lắm, hay lắm. Hay lắm, hay lắm. Cây quá, cây quá, nó dùng thở nhất là được kìa. Thôi không chạy đi kìa, lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy đó. Bà Tuyết ơi, chú gà trống ngậm cọng rơm chứ không phải khúc cây. Đúng rồi, chị cũng thấy vậy đó. Đế con kia, sao ngươi dám nói ra bí mật phép ảo thuật của ta? Dạ, thưa cô, không sao ạ. Chúng cháu chỉ nhìn thấy vậy thôi, không nói cho ai biết đâu ạ. Nhưng ta không hài lòng vì các ngươi. Ta sẽ cho gà trống ngậm khúc cây thật, nó sẽ chịu sự nặng nề đau đớn. Xin cô đừng làm vậy, tội nghiệp gà trống lắm. Nhưng ta không thích sự thông minh của các ngươi. Xem nè, gà trống sẽ bị thương ngay lập tức. Trời, sao nặng quá vậy nè? Sao cứng và nặng quá? Miệng của ta đau quá, đau quá. Vì có người nhìn thấy phép thuật của ta nên ngươi phải lãnh đủ. Thôi, ta đi đây. Ngươi cứ nằm đó, khi nào hết đau thì tự ngồi dậy nha. Hai cô xem tôi biểu diễn hả? Xin lỗi hai cô, tôi đang diễn nửa chừng á thì cô phù thủy quăng khúc cây mới nặng quá. Tôi bị thương rồi. Ôi, đau ơi là đau. Xin lỗi anh gà, tại vì chúng tôi đã chọc giận cô phù thủy. Nhưng anh gà hãy vui lên, vì anh đã cố gắng hết sức trổ tài biểu diễn cho mọi người xem vui vẻ. Anh gà đừng lo, chúng tôi chữa bệnh cho anh nhé. Anh khỏe rồi, cứ đến ở nhà chúng tôi. Mẹ chúng tôi sẽ yêu quý anh lắm. Nàng à, móng vuốt của con sói rất độc. Ta sợ khó sống để chờ con mình ra đời. Xin lỗi nàng vì không có ta trong lúc sinh con. Không chàng ơi, chàng phải sống, con rất cần chàng. Nàng hãy nhớ kỹ lời ta dặn, phải dạy con biết thương yêu và giúp đỡ mọi người, dù có gặp thử thách hay chuyện không hay đi nữa. Đó là điều quý giá nhất mà con người có thể làm được trong cuộc sống ngắn ngủi của mình. Ta thương nàng và con vô cùng, nên ta sẽ không đi đâu xa. Ta sẽ là chim xanh ở bên cạnh nàng. Chàng ơi, các con sắp về rồi. Hai cô gái xinh đẹp của chúng ta không ngày nào không nhắc đến cha của chúng. Mẹ! Ôi, sao hai con có chú gà này? Chú làm sao mà bị thương dữ vậy? Đây là chú gà làm xiếc, bị cô phù thủy phạt bị thương. Mẹ ơi, mình sẽ chữa bệnh và nuôi chú nha mẹ. Lỗi tại con, làm cho cô phù thủy nổi giận. Con sẽ chăm sóc chú gà này thật tốt. Mẹ ơi, sau khi ăn tối, mẹ lại kể chuyện của ba cho chúng con nghe nhé. Dĩ nhiên rồi, hai cục cưng của mẹ. Mẹ sẽ kể tiếp về người anh hùng của chúng ta. Công tước Anatol là một chàng trai tuấn tú. Chàng thích thể thao, bơi lội, săn bắn. Cuộc sống của chàng rất vui vẻ. Một hôm vào đường đi săn bắn, chàng gặp một chú lùn đang cố gắng hết sức kéo một chiếc xe to có mẹ chú bệnh nặng đang nằm. Chào chú trông bé tí vậy mà kéo chiếc xe to và nặng quá. Chào chàng trai, lão đang bệnh, đau quá. Mẹ của em bị bệnh anh à, giờ em đưa mẹ em ra khỏi rừng để đến nhà thầy thuốc. Để tôi giúp chú cõng mẹ tới nhà thầy thuốc, mình đi cho nhanh nha. Thôi nguy to, sói dữ, nếu ta đặt bà lão xuống để lấy súng bắn nó thì nó sẽ xông vào cắn bà lão. À, có cách rồi.
việc giơ cao lên và chạy về phía đó. Dạ dạ, hiểu rồi. Thật cảm ơn ngài đã cứu chúng tôi. Dạ không có gì, bà đừng lo lắng. Giờ thì ta tiếp tục đi tìm thầy thuốc nha. Đó, ba các con là người như vậy, gần như ngày nào ông cũng giúp người khác. Thôi, các con ngủ ngoan nhé. Hình như là có ai đến. Sao không gõ cửa? Hôm nay mẹ đi thăm dì Alice bị bệnh, chiều mới về. Thức ăn mẹ đã nấu sẵn. Hai con biết ở nhà phải làm sao rồi chứ? Dạ, chúng con sẽ rất ngoan. Mà mẹ đi cẩn thận đó mẹ ơi. Nên lớp học mở cửa trở lại. Các bạn trật tự nhé. Chúng ta phải học rất nhiều bài bù cho những lúc lớp đóng cửa vì mẹ Anna. Ở nhà suốt ngày ha. Dạ, chúng em chào cô. Nhưng lâu quá em quên hết bài vở rồi. Nhưng rồi chúng ta đang học thì mẹ Anna về hay có khách tới thì sao cô? Im lặng, im lặng. Các trò muốn nói gì phải đứng lên và giơ tay. Không được tự ý ngồi tại chỗ. Nói gì thì nói. Các em còn lại ngoan nhé. Bạn thở tay dài bị cô Hồng Hoa phạt rồi đó. Cô ơi, em đau quá. Phản đối cô giáo xách tay học trò. Tại vì tay em vừa dài vừa ngút ngoắt, em lại nói chuyện trong lớp rất nhiều nữa. Ôi, hai cô giáo của chúng ta xinh đẹp quá. Người làng chỉ cho ta ngôi nhà có hai cái cây bông hồng. Nhưng sao nhà này giống trường học quá vậy? Cho kệ đi, ta thử gõ cửa coi sao. Là mẹ đâu. Mẹ sẽ gọi chứ không có gõ gõ như vậy. Chắc là khách quý đây. Xin lỗi, đây có phải là nhà của bà Anna không ạ? Xin lỗi, ai ngoài đó hả? Tôi là Lùng. Tôi đến để cảm ơn ông Anatol cùng với phu nhân. Ông ơi, ông quen với cha tôi sao? Đúng vậy đó, cô bé à. Cha của cô bé đã cứu sống mẹ ta, nên hôm nay ta đến đây để cảm ơn. Ta ở xa lặn lội tìm hoài, rồi mới chuyển nhà về khu rừng gần đây. Ông ơi, nếu ông là khách, hãy cho chúng tôi xem giày của ông. Chúng tôi phải biết rõ, đó không phải là chân chó sói. Đúng rồi, đúng rồi, cho xem giày, cho xem giày. Ôi, một đôi giày bé xíu, đẹp quá. Chị là giày của người rồi, không phải chó sói. Ta mở cửa nha. Phải đâu. Khoan đã, mẹ đã dặn bất cứ ai gõ cửa cũng không mở mà. Hãy mở cửa cho tôi vào với. Tôi không phải là người xấu đâu. Không sao đâu Hồng Hoa. Vậy ta mở hé hé thôi nhé. Nếu là người xấu thì ta sẽ sập cửa lại ngay. Nào các bạn, chuẩn bị giúp tôi nhé. Phải đâu. Ơ kìa, người là ai mà bé tí vậy? Lại có râu nữa. Ta là ông Noel của người Lùng, nên có để một ít râu. Tên của ta là Nota. Các bạn nhỏ đừng có sợ.
ta đến đây để cảm ơn ông Anatol cách đây nhiều năm đã giúp đỡ mẹ con ta. Nhưng ta nghe người làng nói ông Anatol đã mất rồi. Ta buồn lắm. Ông Anatol ơi, tôi đi tìm ông vất vả suốt nhiều năm nay. Mẹ tôi biểu nhất định phải gặp ông để cảm ơn ông. Vậy mà bây giờ ông đã đi rồi. Tôi chỉ gặp được hai đứa con gái dễ thương của ông thôi. Tôi nhớ ông nhiều lắm. Ân nhân của mẹ con tôi. Thôi, chú nô ta đừng buồn. Mẹ chúng cháu hay kể cho nghe về chú. Bây giờ mới được gặp. Hay quá, hay quá. À, hay là hai cô đi với ta tới thăm mẹ ta một chút nghe. Bà ấy sẽ rất vui mừng khi gặp được con gái của người ơn đó. Không được đâu ạ. Mẹ đã dặn phải trong nhà. Không được đi đâu vì ra ngoài rất nguy hiểm. Chị ơi, em muốn đi thăm mẹ của chú Lùng. Muốn coi bà ra sao. Có giống như chú Lùng hay không? Mình đi một lát rồi về. Mẹ về, ta sẽ tha hồ kể chuyện cho mẹ nghe. Nha chị, nha chị. Chú nào ta ơi, chắc chắn chiều nay mình về nhà nhé. Không thì mẹ sẽ lo lắm đó. Thế là Bạch Tuyết và Hồng Hoa, hai cô bé ngoan đã lên đường bước vào cuộc phiêu lưu nho nhỏ với chú Lùng khách quý. Hai cô đi tìm dấu vết lòng tốt của cha mình, người cha luôn sống trong lòng hai cô qua những câu chuyện kể. Bạch Tuyết, Hồng Hoa, các con đâu rồi? À, mẹ ơi, chúng con đi dạo một chút. Wow, trông thật mát quá. Chú Nô Ta ơi, gần tới nhà chứ ạ? Mọi người ngồi nghỉ một chút nghe. Nhà tôi ở đầu con suối này nè, sắp tới nơi rồi. Mệt và đói. Các bạn ơi, kiếm cái gì ăn đi. Nó ở nhà với mẹ rồi đã không bị đói rồi. Đúng là heo lười. Phải ráng tới nơi mới có cái ăn chứ. Thấy mấy chú khỉ không? Lúc nào cũng tươi vui nhanh nhẹn kìa. Thôi chào. Chưa gì hết mà coi thỏ rung rồi. Đúng là thỏ đi. Kể tôi. Chị Hồng Hoa ơi, cho em núp sau áo đầm của chị nha. Trật tự, trật tự. Để tôi ra coi sao. Mọi người ơi, có một con gấu to lắm đang giật một con nai. Nhưng thấy tôi chắc nó sợ nên bỏ chạy rồi. Hai cô bé ơi, ta thấy gấu to lớn và nguy hiểm. Nhưng hình như gấu đã nhận ra hai cô thì phải. Sao? Chú nói sao? Chúng cháu đâu có quen gấu. Ta thấy vậy mà. Ta ở trong rừng nên hiểu khi có chuyện gì đó vui vẻ, con vật sẽ tha chết cho con mồi. Gấu tha cho chú nai tội nghiệp kia, có lẽ là vì các cô đó. Cháu không tin đâu. Dạ, chuyện khó tin, cháu cũng không tin. Nhưng trước hết, chúng ta phải xem chú nai có bị thương gì không đã. Chàng ơi, lần đầu tiên các con bỏ đi mà không xin phép trước, đến giờ này vẫn chưa thấy về. Em lo các con sẽ gặp nguy hiểm. Các cháu chính là con gái của người ơn đã cứu ta năm xưa. Này, các cháu lại đến thăm ta. Các cháu giống cha như đúc. Ta mới thoạt nhìn đã nhận ra ngay. Cảnh vật và con người ở đây thật tuyệt. Nhưng chắc chúng cháu phải về trước khi trời tối. Cháu lo mẹ cháu ở nhà trông đợi. Đúng rồi, đúng rồi. Cháu biết lo cho mẹ rất hiếu thảo. Cùng nhau ăn uống xong rồi về ha. Bà ơi, hôm nào chúng cháu đưa mẹ đến thăm bà nhé. Vậy thì quý báu quá. Ta mong lắm. Thôi,
trời sắp tối rồi. Hai cháu về cẩn thận. Nô ta, đưa hai cháu về đi con. Dạ, chúng cháu nhớ đường rồi, sẽ tự về được ạ. Tao vừa làm xong bánh mì bơ mứt nóng hổi, hai cháu mang về, nói rằng tao biếu mẹ nha. Hôm qua, nhìn kìa, những ngôi sao lấp lánh như nháy mắt với chúng ta vậy đó. Và mây nữa, Bạch Tuyết thấy không, mây mỏng tan như kẹo đường vậy. Ông ơi, ông sao vậy? Hình như ông không phải người ở đây. Cháu chưa gặp ông lần nào hết. Ông ơi, ông bệnh hay sao mà run dữ vậy? Hai chị ơi, chắc ông ấy đang đói đó. Ta đói và mệt lắm. Ta bị một người xấu đánh đuổi, lại bị chó dữ của họ cắn. Trời ơi, ta đúng là xui xẻo mà. Chúng cháu có bánh mì nóng đây, mời ông ăn ạ. Không chịu, không chịu. Đây là bánh mà lão tặng cho mẹ ăn mà. Chúng em cũng muốn ăn nữa, cùng ông giam sinh. Sao chỉ cho người lạ? Các bạn không làm ồn nha. Mình vừa ăn no nê ở nhà chú Nô Ta rồi. Ông đang đói nên phải dành cho ông. Chị giải thích với mẹ, chắc chắn mẹ sẽ đồng ý. Ông đừng để ý nha, các bạn rất tốt, chỉ hơi tham ăn chút thôi. Mời ông ăn cho đỡ đói ông ạ. Ôi trời ơi, ông cảm ơn. Cảm ơn hai cô tiên nhỏ của ông. Tạm biệt ông, chúng cháu phải về nhà, mẹ đang mong lắm. Bạn ơi, sao bạn khóc vậy? Bạn ở đâu đến đây phải không? Tôi thấy bạn không quen. Dạ, tôi ở làng bên, làm công cho nhà giàu. Hôm nay tôi đi chăn cừu, bị lạc mất một cơn. Chủ tôi lấy hết quần áo, chỉ đưa cho tôi mấy miếng vải rách này khoác vào người và đuổi tôi đi. Tôi lạnh lắm, gió thổi mạnh quá, tôi đầu trần nên đau đầu lắm. Vậy bạn đội mũ này đi, mình tặng bạn đó. Chúng mình sắp đến nhà rồi, mình chạy ù vào nhà có lò sưởi ngay, nên bạn đừng ngại nha. Áo của mình nữa nè, bạn đừng ngại, mẹ mình không la đâu, sẽ mang ngay áo mới cho mình đó mà. À, còn giày nữa nè, bạn mang vô và lau nước mắt đi, bạn sẽ đẹp như công chúa luôn. Ê, chị Hồng Hoa ơi, chị chờ em một chút, em sẽ lấy lòng mang áo cấp tóc cho chị nha. Hồng Hoa, lại đây, chị ôm em cho đỡ lạnh. Bạn cho mình nhiều quá, bạn không còn gì hết sao? Bạn ơi, bạn cứ mặc áo của mình đi nhé, mình tặng bạn đó. Ôi da, con gì vậy? Cô bé kia đi đâu mất rồi? Một ngày phiêu lưu thật đáng nhớ của Bạch Tuyết và Hồng Hoa. Một trận mưa vàng đã rơi xuống chỗ hai cô bé. Không ai nghĩ mình cho đi lòng tốt sẽ nhận được vàng, nhưng có thể lắm chứ. Ôi, những đồng vàng lấp lánh đẹp quá. Hồng Hoa ơi, lần đầu tiên chị thấy đó. Ủa, cô bạn kia đâu mất tiêu rồi? Mình tặng bạn những đồng tiền này đi. Bạch Tuyết và Hồng Hoa, hai con giỏi lắm. Ta vừa xuống thăm hai con đó. Thôi, tạm biệt tất cả, cố gắng làm thêm việc tốt nữa nha. Mẹ ơi, chúng con về rồi. Mẹ. Ồ, các con mang những thứ gì về vậy? Cạp. Ôi nặng quá mẹ ơi, con cầm không hết, rơi rớt ngoài đường nhiều lắm mẹ ơi. Là những đồng tiền vàng bà tiên đã cho chúng con đó mẹ. Các con biết không, những đồng tiền vàng này á không phải của mình đâu. Bà tiên muốn chúng ta thay mặt bà ấy đem cho những người kém may mắn hơn chúng ta đó. Ngày mai chúng ta sẽ mang cho những trẻ em mồ côi, để người đang nhận nuôi chúng có tiền mua sữa, mua sách cho chúng đi học. Mẹ không phạt các con vì các con biết làm việc tốt, nhưng không được đi đâu mà không xin phép mẹ. Các con có hiểu không? Dạ, thưa mẹ, chúng con hiểu ạ. Em đã coi kỹ chuồng thỏ, chuồng heo, chuồng gà, chuồng vịt chưa? Mẹ nói dạo này có thỏ rừng, cáo to hay về làng lắm đó. Dạ, em coi kỹ rồi. Còn chốt hết các cửa chuồng lại nữa đó chị.
Hai con nhanh tay lên nha. Mình đem cà rốt vào kho cất, chứ không thì thỏ rừng kéo ra ăn hết. Tội nghiệp thỏ rừng bị đói. Mình chừa lại cho tụi nó một ít nha mẹ. À, hai mẹ con nhà này đang nói về họ hàng nhà mình. Sao? Mình có vá vách gì chứ? Cà rốt nhiều quá, tụi mình phải ăn chỗ này chút, chỗ kia tí, coi củ nào ngọt, củ nào ngon. À, nhưng hai cô bé xinh đẹp kia mà đi trồng cà rốt thì ổn quá ha. Phải chi ta đem được các cô ấy về làm vợ ta? Để nghĩ cách coi. Em no chưa? Trời tối rồi, cẩn thận nhé. Không thỏ rừng lại tới ăn hiếp em. Dạ, cảm ơn cô giáo. Chúc cô ngủ ngon. Đáng yêu quá. Ta sẽ dụ các cô bé này về hang ta. Hãy đợi đấy nha. Các ngươi đã đến đủ chưa? Có đem theo vũ khí chi không? Ôi, quân mình đánh nhau giỏi lắm. Gì chứ, cả khu rừng này anh còn lạ gì nhà thỏ đánh thuê chúng tôi nữa. Vậy tốt rồi, nhưng ta nói trước nha. Quân ở đây lộn xộn lắm. Heo thì lười, gà trống thì đi ngủ sớm rồi, dịch thì không biết đánh nhau. Chỉ có con thỏ đế có thể sai khiến được. Nhưng chỉ sợ chúng là sùm sớm làng đến thôi. Yên chí, chúng tôi đã ra tay thì chắc như bắp. Mấy con thỏ đế trong nhà có ăn thua chi. Nhưng mục tiêu của ta là mang được hai cô chủ về, ngươi nhớ chứ? Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ôi, hình như có tiếng bọn trộm đến, tôi chết ta rồi. Với tên thỏ đế này, chúng ta kết thúc không đầy 30 giây. Tôi xin các ngài tha mạng. Các anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm hết. Ta sẽ bắt các ngươi làm con tin để hai cô chủ của nhà ngươi đi theo ta về rừng. Đó, heo con thích vậy rồi. Nhưng mấy ông đừng lo, tôi sẽ dẫn mấy ông qua nhà nó. Ôi, thấy ông ơi, phía sau có địch kia. Tên thỏ đế phản bội kia, không ngờ các cô giáo nuôi dạy ngươi đã nuôi nhầm một tên hèn nhát rồi. Các em nhỏ bị bắt về nhà ta hết rồi. Hai cô muốn cứu chúng thì đi theo ta mau lên. Nếu chậm trễ, chúng sẽ bị cha con cáo ăn thịt hết đó. Chúng ta sẽ đi theo ngươi. Thật tội nghiệp những con vật của nhà ta. Nhưng ta có thêm một điều kiện nữa. Một trong hai cô phải chịu làm vợ của ta mới được. Làm vợ thỏ rừng? Người thật xảo quyệt và vô phép. Mình cứ đi theo hắn đi chị. Em có cách rồi. Vô đây, hai cô vô đây. Các bạn nhỏ nhà bà Anna ơi, hai cô giáo tới nè. Nếu một trong hai cô đồng ý làm vợ ta, ta sẽ thả cô kia và cả đám nhóc vô tích sự này về. Còn nếu không đồng ý hả, thì sao? Thì sao? Thì ta sẽ nộp những con thú này cho cha con cáo. Nè nha, thịt thỏ nhà, gà vịt heo nhà phải ngon hơn thịt rừng rồi. Biết chưa, cô giáo nhỏ? Dạ rồi. Cả hai cô cũng sẽ bị lạc trong rừng, không thể về với mẹ Anna đâu. Dân, ông thỏ rừng ơi, tôi đồng ý làm vợ ông. Nhưng ông thả chị tôi và các em kia về trước đã. Tôi ở đây với ông là được rồi. Ông đưa họ ra bìa rừng đi, tôi ở đây chờ ông về. Cô nói thật nha, chúng ta sẽ làm đám cưới ngay, cô chịu không? Khách mời đông lắm, đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Đây sẽ là đám cưới to nhất trong khu rừng này luôn. Ôi, đám cưới tuyệt đẹp của ta ơi. Hả? Cái gì đây? Cô gái lấu cá kia đâu rồi? Chị ơi, chờ em với. Ui da. Thì ra chỉ là giấc mơ. Sao, vợ thỏ? Đêm qua em mơ thấy gì?
chị cứ chọc em hoài. Giấc mơ bị bắt làm vợ thỏ từ hồi não hồi nào rồi. Buổi sáng mẹ, buổi sáng tốt lành. Chúc các con gái của mẹ luôn hạnh phúc. Chúng ta cùng đi làm bữa sáng nào. Trong giấc ngủ bé thơ, Hồng Hoa có một giấc mơ kỳ lạ. Để giải cứu Bạch Tuyết và các con vật trong nhà, cô bé suýt biến thành vợ của thỏ rừng chúa. Nhờ sự thông minh, cô thoát khỏi rừng về nhà. Thấm thoát, hai cô gái nhỏ đã lớn, trở thành hai thiếu nữ xinh đẹp nhất làng. Bà Anna rất hạnh phúc vì điều này. Mẹ ơi, hai cây hoa hồng nhà mình hôm nay nở hoa to lắm. Lúc con ra hái, sương tinh khiết còn động trên cành thật long lanh. Các con đã khôn lớn, có thể tự đến kinh thành để mang thư và quà của mẹ cho bác của con. Sắp tới là sinh nhật của bác con. Bác là anh trai của cha các con. Từ ngày cha các con mất, bác chăm lo cho chúng ta từ sách vở đến học hành, đến hạt giống để gieo trồng. Mẹ yên tâm, chị em con sẽ gặp được bác để giao quà và thư ạ. Ngày sinh nhật của bác mà thấy tụi con, chắc bác ngạc nhiên lắm. Mình có người bác thật tốt phải không em? Mỗi năm chị sẽ xin mẹ cho chị em mình đi thăm bác một lần. Dạ, bác cũng hứa bất diệt, bác sẽ đến thăm mẹ con mình. Chị ơi, có một ngôi nhà màu đen. Em sợ mình đi lạc, vì mẹ dẽ đường cho chúng ta không có nhắc tới ngôi nhà màu đen này. Sao lúc đi mình cũng không thấy nó? Ngựa không chịu đi nữa, chắc là chúng khát nước. Chúng ta gõ cửa xin nước nha chị. Ai gõ cửa đó? Cứu tôi với! Tôi bị bà phù thủy nhốt trong này đây. Chị ơi, đây là ngôi nhà của bà phù thủy. Chúng ta tính sao đây? Hình như tiếng kêu cứu là một đứa bé. Có người kêu cứu mà chúng ta bỏ đi sao đành? Mình tìm cách cứu họ thôi em. Xin hãy nhanh lên, mụ phù thủy sắp về tới rồi. Ở phía sau có một cây giếng, hãy lấy nước cho ngựa uống, ngựa sẽ tìm thấy chìa khóa nhà. Vậy em chờ nhé. Tụi chị sẽ làm ngay. Hai cô gái xinh đẹp kia, các người dám cả gan đến nơi ta ở? Ta là phù thủy ánh trăng đây. Ba ngày ta phải trốn dưới giếng nước vì mặt trời chói chang quá à. Bà ơi, chúng cháu chào bà. Gương mặt bà trong nước thật hiền hậu ghê. Cô bé kia giỏi định ta thôi. Ta biết là ta không xinh đẹp chút nào hết, nhưng ta tha không bắt tội ngươi, vì ngươi biết cách an nói, an ủi cho nhan sắc. Trời bắt ta phải sống. Cháu nói thật mà bà. Bà sẽ đẹp hơn nữa nếu bà thả đứa bé đang bị giam trong nhà. Nó đang khóc thê thảm lắm bà ơi. Ta cho phép các ngươi lấy nước cho ngựa uống và đi khỏi đây, nhưng các ngươi không được giải cứu thằng bé. Hãy rời khỏi nhà ta thật nhanh chóng. Bà ơi, bà nhốt đứa bé tội nghiệp đó làm chi? Bà cần gì, chúng cháu sẽ giúp bà. Bố mẹ nó sẽ lo lắng lắm. Bà thả nó ra nha bà. Ta có lý do riêng của ta. Các ngươi không cần tọc mạch tò mò. Mau lấy nước và giải tán ngay trước khi ta nổi giận nha. Dân, chúng cháu đi ngay. Xin chào bà. Xin chào bà. Cảm ơn bà vì cho nước uống ạ. Bà ấy nhất định không thả đứa bé. Chúng ta phải nghĩ cách cứu nó thôi. Để em nghĩ coi. À, có cách rồi đấy chị. Trời chưa tối nên bà ấy còn ở dưới giếng lâu. Chúng ta xem làng xóm quanh đây có thợ khóa, sẽ nhờ họ giúp. Hồng Hoa ơi, em thấy móng ngựa không? Lúc nãy chị để ý cái ổ khóa nhà bà ta giống hình cái móng ngựa. Chúng ta thử nhé. Bạch Mã ơi, em đưa chân vào ổ khóa nha. Chân Bạch Mã không vừa rồi. Hồng Mã, tới đây nào. À, cửa mở rồi. Cảm ơn hai chị và hai chú ngựa nữa. Em thoát rồi. Em đừng la to. Bà phù thủy ở ngoài giếng sẽ nghe thấy. Nhà em ở đâu? Leo lên ngựa, hai chị đưa về. Nhanh lên, nhanh lên. Chú bé ơi, em tên gì? Nhà em ở đâu? Andre. Nhà em to quá. Em vô đi. Chào em. Chúng ta đi nha. Hai chị ơi, cảm ơn vì đã cứu em. Em muốn mời hai chị vào trong nhà chút được không?
vào đây, hai chị sẽ hiểu tại sao bà phù thủy lại bắt cóc em đem về nhà bà ấy. Em thấy ngôi nhà này có vẻ khác thường, chúng ta vào thử chị nhé. Hai chị đừng sợ, họ không làm hại hai chị đâu, họ chào mừng em đó. Nhưng họ là ai vậy em? Vì sao họ đứng yên và chỉ di chuyển ở phía sau em? Đây là tòa lâu đài của ba mẹ em. Anh của em cũng ở đây, nhưng anh ấy bị bà phù thủy ánh trăng biến thành một quái vật sư tử hình người hung dữ. Những người hầu và đồ vật quá sợ hãi nên đứng yên. Họ cứ đứng như vậy mỗi khi em vắng nhà. Vì sao bà phù thủy lại biến anh ấy thành người ngợm như vậy? Bà ấy vốn là một cô gái xinh đẹp, bị một mụ phù thủy khác biến thành xấu xí và trao phép thuật cho bà ấy đi hại người khác. Bà ấy biến anh của em thành quái vật chỉ vì muốn thử phép, coi phép thuật của mình đến đâu, chứ không thù ghét gì cả. Hai chị biết không, thế giới này nhiều phù thủy lắm. Tội nghiệp anh của em quá, biết làm sao bây giờ, chúng tôi có thể giúp gì được không? Bà ấy hối hận nên tìm đến đây bắt em về nhà bà ấy. Vì bà ấy nghe nói nếu có một đứa trẻ trong nhà, bà ấy sẽ điều chế thành công thuốc giải cho anh của em. Vậy sao em không ở lại giúp bà ấy? Giúp bà ấy là giúp anh của em mà. Hai chị ơi, chỉ có tình yêu mới có thể biến anh em thành người trở lại, chứ không phải các loại thuốc độc nguy hiểm kia. Trời ơi, các ngươi thật là quá ồn ào. Ta nóng lòng của thằng bé còn ở trong nhà không? Ta sợ nó tìm cách cởi trói rồi thoát. Các ngươi ban ngày thì trốn mất tiêu, chẳng giúp ích gì được cho ta hết. Chết ta rồi, thằng nhóc đâu? Chuột chu, ta giao người canh gác nó mà. Thưa bà bớt giận, tôi trông thấy hai con ngựa to quá nên sợ lắm mà. Thân hình bé mọn của tôi làm sao đánh nhau với họ được, thưa bà. Tha cho tôi đi bà chủ, tôi tài hèn sức mọn mà. Tha cho tôi, hãy tha cho tôi. Người biến ngay cho khuất mắt ta. Ta không thèm nói chuyện với được hèn nhát bẩn thỉu như ngươi. Ui ui, ham quá. Cút đi. Ôi, sao đời ta buồn thảm như thế này. Ta làm sao mà chế thuốc cứu con quái vật kia đây? Anh của anh Rê đâu? Sao anh ấy không xuống ăn tối với chúng ta? Anh ơi, em đã về đây. Mới đi có mấy ngày, nhưng em rất nhớ anh. Hai chị đừng sợ, đây là anh Antoine, anh thứ hai của em. Nhà em có ba anh em, nhưng anh cả bị bà phù thủy mặt quỷ bắt cóc mất. Giờ em không biết anh ấy ở đâu nữa. Andre, ta mong ngươi về lắm. Em trai yêu quý của ta, ta muốn ôm em vào lòng, nhưng ta không thể làm vậy. Các ngươi đi ra mau, ta không muốn tiếp đón hay nói chuyện gì với các ngươi hết. Andre, ngươi không nghe ta nói sao? Xin chào ngài, rất hân hạnh được gặp ngài trong tòa lâu đài tuyệt đẹp này. Thưa ngài, trời đã tối, chúng tôi đi lạc đường, xin ngài cho phép chúng tôi được nghỉ nhờ ở đây một đêm được không ạ? Dĩ nhiên là ta không thể từ chối những người gặp hoạn nạn. Nhưng giờ sau đây, ta sẽ giam các cô trong phòng khách. Ta không thể để cho ai biết ta đang ở trong tình cảnh như thế này. Ngài vừa nói sẽ giam chúng tôi sao? Đúng vậy. Hai cô đã bị bắt. Còn thằng em Andre ngu ngốc này, nó đã lỡ đưa các cô đến đây, nên sẽ chịu chung hình phạt với các cô. Này, các cô xem phòng khách đặc biệt của ta nha. Nguy rồi. Chị Bạch Tuyết ơi, chị đang ở đâu? Chim xanh, sao giờ này chàng chưa đi nghỉ? Anatol, sao hôm nay chàng có vẻ bồn chồn lo lắng thế? Anna, các con của chúng ta đang gặp nguy hiểm, nàng hãy tìm cách cứu và che chở cho chúng. Em linh cảm các con gặp chuyện chẳng lành phải không chàng? Giờ phải làm sao đây?
ai đó? Ai đến nhà tôi vào giờ này? Chị ơi, chúng ta đang ở đâu đây? Anh Ray ơi, cái ông kỳ lạ đó có phải là anh của em không? Sao ông ấy ác vậy? Chúng ta đâu có làm gì ổng. Chị ơi, anh Antoine trước đây là người vui vẻ tốt bụng lắm. Chỉ vì bị phù thủy ánh trăng làm hại mà anh ấy tức giận và căm ghét mọi người. Chị cũng thấy như vậy. Ngày mai chúng ta sẽ tìm cách thoát ra ngoài và làm quen với anh ấy nhé. Em chịu không? Ừ, đúng vậy đó. Hai chị hãy giúp anh ấy nha. Em cảm ơn rất nhiều. Chị ơi, trăng lên rồi kìa. Trăng đẹp quá. Ôi, em nhớ mẹ. Nhớ căn phòng ngủ ấm áp của chúng ta quá đi thôi. Chị ơi. Bàn tay của ai kìa? Ta đây nè, cắt nhóc con. Đừng sợ. Ta không làm gì hại các ngươi đâu. Ta tha tội bỏ trốn cho anh Gray luôn. Nào, ra đây nói chuyện với ta nào. Bà muốn nói gì? Bà nói nhanh lên. Bà không được vào đây nhé. Chúng tôi sẽ gọi an toàn đến để trị tội bà đã làm hại anh ấy. Ôi, phù thủy biết khóc kìa. Bà ơi, sao bà khóc vậy? Các nhóc nghe đây, ta biết các ngươi sợ và ghét phù thủy. Phù thủy là người biết phép thuật nên khác với người bình thường. Vì vậy, phù thủy cũng có người xấu và người chưa xấu như ta đây nè. Bà nói dối. Như bà thì sao? Bà đã hại anh tôi, lại còn bắt tôi đi nữa. Ta đâu có nói rằng ta là người tốt đâu. Ta chỉ nói là ta chưa xấu thôi mà. Trước đây, ta là một cô gái đẹp đâu thua chị hai cô này. Nhưng vì ham học phép thuật và dụng về, nên ta trở nên xấu xí và còn hại Anton nữa. Bà ơi, bà đừng khóc nữa. Tôi tin bà rồi. Bà chỉ mắc sai lầm thôi và đang tìm cách cứu Anton, phải không? Đúng vậy. Ta thề có ánh trăng kia làm chứng. Ta đã tìm được thuốc giải độc cho Anton rồi. Ta tới đây báo tin, nhưng mọi người phải chờ thêm một ít lâu nữa mới được nha. Thôi, trăng tàn rồi, ta đi nha. Những ngày qua thật vui. Cảm ơn Bạch Tuyết và Hồng Hoa đã không sợ người bạn xấu xí này. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Hai con cưng của mẹ đã ngủ chưa? Thưa mẹ, chúng con sắp sửa ngủ đây. Chuyến đi đến kinh thành của các con ra sao? Bác các con có lời dặn dò nào cho mẹ không? Dạ, bác rất thương chúng con. Bác cho chúng con nếm thử nhiều món ngon vật lạ. Bác còn nói, sang năm bác bớt việc hơn, sẽ về đây thăm mẹ và chúng con. Mẹ, phòng khách có lạnh lắm không? Con đã thêm củi vào lò sưởi để mẹ ngồi đan áo, trũi có ngủ quên cũng không bị lạnh. Nhưng mẹ cũng nhớ đi ngủ sớm nhé. Thưa mẹ, con cũng đóng cửa kỹ lưỡng rồi. Mẹ cẩn thận, đừng đi ra ngoài nha. Tuyết đang rơi dày lắm. Hai con gái thiệt giỏi, ngủ ngon nha. Mơ thật đẹp nhé. Hôm qua sẽ mơ thấy hoàng tử đó mẹ. Em ấy hay mơ lắm. Như anh em Antoine và anh Ray đó, không biết giờ họ ra sao. Lâu quá chúng ta không biết tin gì về họ. À, em còn nhớ họ nói họ còn người anh cả không? Em nhớ. Mong cho họ được gặp lại nhau hả chị? Ôi, em nhớ khu vườn của tòa lâu đài đó biết mấy. Ngươi là ai? Ở đâu tới? Sao dám vào lãnh địa của ta? Ta đang ở đâu đây? À, nhớ rồi, lâu đài của anh Antoine. Chào André, chúng ta vẫn đang bị giam phải không? Giờ chúng ta phải làm gì? Chờ tôi một lát, tôi tìm đường thoát ra ngoài. Tôi nhớ có một con đường tắt ngoài khu vườn. Tôi sẽ đưa hai chị đi. André, nhớ giải thoát cho Bạch Mã và Hồng Mã nữa nhé. Hai chị ơi, cửa không khóa, chúng ta ra thôi.
Ngươi dám mò vào đây để làm gì? Khai mau! Nếu không ta sẽ giết. Ta không thích những người có hình thù xấu xí như ngươi. Ông chê tôi xấu, vậy chẳng lẽ ông đẹp sao? Coi kìa, ông không có giống ai hết á. Tên lùn, ngươi thật lao cá. Ngươi dám xúc phạm ta, ngươi phải chết. Anh Antoine, anh có sao không? Để em cõng anh vô nhà. Chú nô ta kìa. Sao chú ở đây vậy? Xin cảm ơn cô. Cô không sợ ta ăn thịt cô hay sao mà ngồi đây băng bó vết thương cho ta? Thưa ngài, tôi không sợ. Ngài đâu phải là hung thần. Chỉ thỉnh thoảng ngài bực bội la hét chút thôi. Tôi hiểu mà. Không ngờ chúng cháu lại gặp chú. Chú bị té còn đau không? Ta đi đốn củi về, trời tối quá nên bị lạc. Nhưng không ngờ lại gặp các cô ở đây. Mẹ cô vẫn khỏe chứ? Mẹ của ta bây giờ già yếu lắm rồi. Tối qua ta vắng nhà nên ta lo cho mẹ của ta lắm. Ta phải về thôi. Chào hai cô nghe. Dương ạ, nếu có dịp vào rừng hái nấm, chúng cháu sẽ đến thăm bà. Chú chăm sóc bà cẩn thận nhé. Chúng tôi sẽ ở lại đây vài ngày để chăm sóc vết thương cho ngài. Mong ngài cho phép. Đương nhiên, ta cho phép chứ. Dù sao ta ở trong lâu đài quan vắng này cũng cô đơn lắm. Nhưng với một điều kiện, tôi muốn ngài phải đối xử hiền lành thân thiện với các người hầu của ngài và các vật dụng khác nữa. Phải đó, ngài coi, ngài suốt ngày la hét, chửi mắng họ nên họ sợ hãi biến thành đá hết rồi. Ngài hãy dùng sự dịu dàng và tình thương để nói chuyện với họ. Hai cô có hai cái miệng xinh xắn như hoa, nên nói gì ta cũng nghe hết. Ta sẽ nghe lời hai cô, vô điều kiện. Ta vui lắm. Angry, Angry, em trai ta đâu rồi? Mùi hôi quá, ngươi cút đi. Vì ngươi mà ta làm gì cũng không xong hết. Trời ơi, làm sao mà cứu được con quái vật tội nghiệp kia bây giờ? Ôi, trời lạnh thấu xương, ta mệt và đói nữa. Ta buồn và cô đơn quá. Ngôi nhà kia, ta đã đến trước cửa nhiều lần, nhưng chưa bao giờ gõ cửa. Lần nào ta cũng lủi thủi quay về rừng. Nhưng ta thích ánh sáng ấm áp từ ngôi nhà đó quá. Hồng Hoa, dậy, dậy. Có ai gõ cửa nhà mình? Dậy coi mẹ ra sao. Các con dậy rồi sao? Mẹ mở cửa nha các con. Mẹ sợ có người cần chúng ta giúp đỡ. Nãy giờ không mở cửa, mẹ thấy áy náy lắm. Con đi mở cửa mẹ nhé. Khoan, con nói họ đưa chân qua khe cửa để mình xem đó là ai. Ai đó? Đêm khuya quá rồi, ai gõ cửa xin cho xem chân đi ạ. Hôm qua, mở cửa đi em. Người ta đứng ngoài tuyết bị lạnh cống rồi. Chào cả nhà, xin thứ lỗi vì khuya quá còn đến quấy rầy. Xin mọi người đừng sợ hãi. Tôi lạnh cống đã nhiều ngày nay. Tôi chỉ muốn có chỗ để sưởi ấm một chút. Tôi không làm hại ai đâu. Tội nghiệp gấu quá. Hãy lại gần lửa mà sưởi. Cẩn thận coi chừng cháy lòng nghe. Đừng sợ. Hôm qua em từng gặp quái vật sư tử mà có sợ hãi gì đâu. Để chị đi lấy cây chổi cào tuyết cho gấu. Một người khách lạ gõ cửa nhà bà Anna vào đêm khuya mùa đông, khẩn cầu được trú chân vì bên ngoài trời quá lạnh. Đó là một chú gấu to đùng, cục mịch và hiền lành. Đó cũng chính là chú gấu thường hay ngập ngừng trước cửa nhà bà Anna. Tại ngôi nhà dễ thương đó, chú đã trải qua một mùa đông ấm áp nhất trên đời. Tôi vẫn lạnh lắm,
Các em hãy cào tuyết trên lưng xuống giùm tôi. Ôi, ấm quá. Đêm đông, ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương. Có ai thâu tình cô Lữ đêm đông không nhà? Đúng là gấu có giọng bass rền vang như tiếng phong cầm. Có mấy chỗ gấu còn chuyển sang giọng nam cao luôn đó mẹ ơi. Vậy ta gọi là gấu ca sĩ nha. Bạch Tuyết và Hồng Hoa, để cho anh sống với. Anh là người thân yêu và quan trọng nhất của hai em sao mẹ Anna đó nha. Đồng ý. Thôi khuya quá rồi, hai con đi ngủ đi. Phải để cho gấu ca sĩ nghỉ ngơi nữa, hát hoài sao được. Hay là gấu đừng đi, cứ ở lại đây với chúng tôi đến hết mùa đông đã. Trong rừng lạnh lẽo lắm. Ta còn có việc trong rừng, Bạch Tuyết à. Việc của ta là phải giữ gìn khu rừng, dù đang là mùa đông, để khi mùa xuân về, rừng không bị mất mát gì hết. Mùa đông lạnh quá, chúng em không vào rừng thăm gấu được. Hay là mỗi tối gấu về đây ăn cơm và sưởi ấm với chúng em, chịu không anh gấu? Chịu chứ. Vậy tối nay ta gõ cửa nữa nhé. Ta sẽ đem thêm củi về cho mẹ. Chào mừng anh hai đã về. Cái gì đấy? Hả? Vàng. Vàng ở đâu mà nhiều quá vậy? À, bác Nham Lùng. May quá được gặp bác. Lâu nay tôi tìm bác khắp nơi mà không thấy. Tìm ta? Ngươi tìm ta để làm gì? Ngươi thật vô tích sự. Có mỗi một chuyện quá phép cho thằng Antoine thành sư tử què mà không xong, để nó nửa người nửa sư tử như thế. Bác ơi, chúng ta ác với họ quá à. Còn người anh lớn anh đi bác giấu ở đâu rồi? Chúng ta là phù thủy để học phép thuật, có lỡ hại người thì phải tìm cách giải cho họ. Bác còn chia lìa anh em người ta như vậy nữa. Thôi, ta không cãi lý với nhà ngươi. Ngươi thương tình chúng nó thì tự mà tìm thuốc giải nha. Ta đi đây. Bác ơi, bác giấu anh đi ở đâu? Không biết. Biết cũng không nói. Chào mẹ và các em. Mùa xuân đến rồi, con phải vào rừng sâu, không thể ở đây hoài. Con đi nhé. Sao anh gấu không ở đây luôn hả anh? Hồng Hoa ơi, gấu thì phải sống ở rừng rậm. Chúng ta đâu thể giam cầm anh ấy trong ngôi làng nhỏ bé này được. Bạch Tuyết nói đúng, mà đúng một phần thôi à. Thôi, anh đi đây. Tạm biệt. Bạch Tuyết ơi, anh sẽ nhớ em và... Ơi, chúng ta lại gặp ông Lùng đó nữa hả? Sao hai đứa có đứng lì ở đó? Mau cứu thằng ấy. Cá này nó muốn lôi ta xuống sông nè. Kệ ông ta, mình đi đi chị. Sao được em, ông ta sắp chết chìm kìa, mình đâu làm ngơ được. Ông ơi, chỉ còn cách là cắt ngắn bộ râu thôi ạ. Cái níu nhau thế này, ông và chú cháu đều bị lôi xuống sông đó ạ. Hai đứa con gái vô tích sự kia, tụi bay lại cắt bộ râu đẹp của ta. Ta ghét tụi bay. Ta sẽ bị vợ ta chế giễu vì cục râu. Nhớ nghe, ta không muốn gặp tụi bay nữa. Chuyện là vậy đó. Mẹ à, chị Bạch Tuyết cứ khăng khăng phải cứu ông ta, xong rồi nghe ông ta chửi. Người gì mà xấu tính quá chừng. Thấy người bị nạn là phải cứu,
đừng quan tâm người ta có tốt hay không với mình con ạ. Thưa mẹ, chúng con biết rồi ạ. Chị ơi, nhanh lên, chỗ này gió lớn quá, gió thổi em muốn bay luôn nè. Không qua, cẩn thận nhé. À, em ơi, ai như bác nhâm luồn đi phía trước mình kìa. Chết tôi rồi, cứu tôi ơi, cứu tôi ơi. Hồng Hoa ơi, em có bị thương không? Em không sao đâu. Hai con bé lắm chuyện kia, sao ta đi đâu cũng gặp tụi bay vậy? Tụi bay làm rách cái áo đẹp của tao rồi, gặp tụi bay thiệt là xui xẻo quá, đã mất râu còn ư áo nữa. Ông ơi, vàng còn sót ở đây nè. Của ta, đưa cho ta ngay. Ôi, người lùn dễ ghét của chúng ta. Chỗ này vắng người, ta mở ra kiểm kê tài sản coi. Mấy ngày nay ta đi ăn trộm được toàn đồ quý. Nhiều ghê, toàn đồ đẹp không thôi. À, bác Nhâm, lại gặp bác nữa. Cháu mừng quá ạ. Bác ơi, cháu năn nỉ bác nói cho cháu biết bí quyết của thuốc giải đi. Cháu chỉ còn thiếu có một vị thuốc thôi. Đừng hòng. Mà ngươi cần thuốc giải để làm gì? Để nó làm quái vật thì không cản trở chúng ta. Bác ơi, cứu anh Tuân cũng là tự cứu cháu. Vì sai thuốc mà cháu từ một người đẹp biến thành phù thủy như thế này nè. Ta mặc kệ nhà ngươi, chào nhé, ta đi đây. Nhâm Lục, ta không nhịn bác nữa, vì bác quá tham lam và độc ác. Ta biết bác đã bị mất phép thuật khi bác tích trữ quá nhiều vàng bạc châu báu. Ta sẽ tìm người đánh bại bác. Ta vẫn còn phép thuật đầy đủ nhé. Sao? Đánh bại ta? Ta thách ngươi làm gì được ta đó. Ta biết hết. Nếu còn phép thuật, bác đâu phải kêu la khi sâu bị bắt vào trong cây hay bị cá kéo xuống nước. Bây giờ hả, bác chỉ còn là một tên lùn chẳng làm được gì. Hai con đi cẩn thận nhé. Mẹ gửi lời thăm các vị hoàng thân, bạn của ba các con. Nhiều năm nay, mẹ nghe nói kinh thành kém vui vì các vị hoàng tử mất tích vẫn chưa tìm thấy. Tội nghiệp đức vua và hoàng hậu biết mấy. Con đi nha mẹ. Hôm qua, mình cho ngựa nghỉ ở đây chút nha em. Trời, lại gặp bác lùng xấu tính. Hai đứa kia, mau cởi trói cho ta. Ta nguy rồi, phù thủy và gấu đang đuổi theo ta. Gấu, bác nói gấu nào? Con gấu to nhất trong rừng chứ gấu nào. Cái người bị ta quá phép đó. Một tên lùng nhỏ thó và vô cùng độc ác, nhiều năm nay dùng phép thuật đầy đọa chúng ta. Phép thuật hết, nhưng lòng tham vẫn còn. Giờ thì tới số ngươi rồi. Mau nói ra, còn một vị thuốc nữa ở đâu? Gấu ơi, tôi tìm ra thuốc rồi. Đó chính là cái túi nhỏ bí mật trong người của tinh lùn này. Gấu hãy biểu nó đưa ra đây đi. Tôi may mắn lần được vào hang của phù thủy chúa, thấy tờ giấy này. Vậy là chúng tôi đã được cứu. Không có, trong người ta không có gì hết. Hoàng tử Odi, xin chào ngài. Chào Bạch Tuyết và Hồng Hoa. Phải, ta là Andy, chú gấu thân yêu của hai cô đây. Ta bị phù thủy chúa, tên lùn tay sai và phù thủy ánh trăng dùng nhầm phép thuật biến thành gấu nhiều năm nay. Ta đau đớn lắm. Ăn toan em ta vì mạo hiểm cứu ta nên cũng bị tai họa. Giờ ta phải đi tìm hai em của ta. Tôi xin nhận tội đã gây đại họa cho ngài. Tôi sẵn sàng chịu trừng phạt. Bây giờ tôi đưa ngài đi gặp Anton và Andre. Xin hai cô cho đi nhờ Bạch Mã và Hồng Mã. Hai em biết không, anh chính là chú gấu vô chú nai rồi bỏ đi ở trong rừng.
cách đây mấy năm mà các em đã gặp đó. Anh là gấu cứ tối tối tìm đến nhà mẹ Anna nhưng không dám vào. Anh Antoine thoát rồi. Thuốc đã giải cho tất cả mọi người rồi. Vậy là chúng ta sắp tìm thấy anh hai. Antoine, André, các em ở đâu? Câu chuyện của Bạch Tuyết và Hồng Hoa tạm thời dừng ở đây và để lại một thông điệp: lòng tốt có thể hóa giải các lời nguyền, dẫn chúng ta đến với tình yêu thương. Dù không biết phía trước như thế nào, nhưng chắc chắn lòng tốt sẽ làm nên những điều kỳ diệu.